Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 55. Bốp. Ngô Hoài Nhân còn chưa nói hết câu đã bị dì mình tát, đánh đến mức mắt nổ đom đóm. Hồ Gia Hân biết Tần Lâm là người như thế nào, anh là người tính toán chi ly, có thù tất báo, loại người như vậy chỉ có thể thiết lập quan hệ tốt với anh, hơn nữa thủ đoạn của Tần Đại Sư không phải thứ họ có thể hiểu, có thể khiến một người phụ nữ như Liễu Thanh Thanh cúi đầu, người đàn ông này không đơn giản. Ngô Hoài Nhân mặt đầy buồn tủi, nhưng Hồ Gia Hân không hề nương tay. Nếu như mình không dạy dỗ nó một trận thì tí nữa Tần Đại Sư sẽ không bỏ qua cho nó, như vậy thì nó càng khổ. Ngô Hoài Nhân mặt đen xì, anh ta không ngờ gì lại giúp người ngoài đánh mình. Tần Lâm cười khẩy nói. Cô dung túng đứa cháu ngoại mình đến vậy à? Anh ta ở bên ngoài coi trời bằng vung, chẳng nhẽ cô không biết à? Hồ Gia Hân cười khổ một tiếng, cô ấy sao lại không biết? Nhưng thằng cháu ngoại này bố mẹ mất sớm, bây giờ chỉ có mình là người thân, mặc dù không phải dì ruột nhưng quan hệ máu mủ thì vẫn có, cũng vẫn là họ hàng, Hồ Gia Hân không giúp sao được. Nhưng Ngô Hoài Nhân lại không biết tiến lên, luôn lấy lý do bố mẹ mất sớm để không chịu cầu tiến, còn chẳng đi làm. Bất đắc dĩ, Hồ Gia Hân chỉ có thể sắp xếp một công việc đơn giản, càng ngày càng nhiều người biết anh ta là cháu ngoại Hồ Gia Hân nên cũng để anh ta làm càn. Anh ta dần dần trở thành một tên thiếu gia nhà giàu kiêu căng ngạo mạn. Sự dung túng của Hồ Gia Hân khiến cho Ngô Hoài Nhân càng tệ hại hơn, trở thành một tên công tử bột chính hiệu. Hồ Gia Hân nhìn Tần Lâm, mắt híp lại, nhớ quay lại đọc tại truyện T Am Linh, 2417. Tần Đại Sư, lần này anh có thể nể mặt tôi được không? Đừng tính toán với nó, sau này tôi sẽ xử lý nó. Tần Lâm cười híp mắt nói. Được nếu. Chủ tịch Hồ đã nói vậy thì tôi sẽ không làm khó anh, tôi cũng sẽ nể mặt cô cho qua chuyện, có điều cô phải nhớ mình đã nợ tôi một ân huệ. Mộc Tâm Lan thấp thỏm, nhìn thấy anh Tần có vẻ như có quan hệ không bình thường với chủ tịch Hồ, họ đang ve vãn nhau sao? Hồ Gia Hân nói, nhìn thấy Mộc Tâm Lan ngồi bên cạnh liền liếc xéo anh. Đó là chuyện đương nhiên. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Mặt Hồ Gia Hân biến sắc, lạnh lùng, cao giọng quát. Trong nháy mắt Ngô Hoài Nhân quỳ rạp xuống trước mặt Tần Lâm. Xin lỗi Tần Đại Sư, tôi biết lỗi rồi, mong anh bỏ qua cho tôi xin lỗi. Ngô Hoài Nhân nói nhỏ, nhưng lần này cũng được coi là thành khẩn, dù sao gì mình cũng ở đây, hơn nữa anh ta còn chẳng nể mặt Lôi Hồng, vậy mà lại nể mặt gì, có vẻ như mặt mũi gì lớn thật. Mau cút cho gì? Hồ Gia Hân cười khẩy nói, Ngô Hoài Nhân liền bỏ dậy, rời khỏi phòng riêng. Mộc Đình Đình sợ hãi kêu, Hồ Gia Hân cứu Ngô Hoài Nhân, thế mình thì phải sao? Ngô Thiếu Gia cứu em, Ngô Thiếu Gia. Cái đồ rác rưởi như cô, sau này tránh xa khỏi Hoài Nhân nhà tôi đi, đồ hồng nhan họa thủy, loại không biết xấu hổ. Mộc Đình Đình run rẩy, căn bản không dám nói chuyện, trước đây cô ta từng nghe Ngô Thiếu Gia nói, uy nghiêm của dì vô cùng đáng sợ, không phải ai cũng chịu nổi. Người phụ nữ mạnh mẽ này khiến cô cảm thấy khó thở. Mộc Tâm Lan cũng hơi khó chịu, có điều dù sao cũng là em mình, cũng không nên làm quá. Dạy dỗ một trận là được rồi. Tần Lâm lạnh lùng nói. Cút đi, sau này đừng để tôi thấy cô nữa. Mộc Đình Đình như được tha tội chết, người trong phòng riêng cũng sợ đến tái mặt, chen chúc rời đi. Hôm nay bọn họ cũng thấy được ai mới là ông chủ thực sự, trước mặt ông chủ, bọn họ không dám ngẩng đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh, đây mới là người bề trên thực sự. Hồ Gia Hân, bà Hoàng trang sức trong truyền thuyết, còn cả Lôi Hồng, chị Đại nắm giữ một nửa tỉnh lỵ, còn cả vị thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng nghe danh Tần Đại Sư này đều khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tần Lâm nhìn Mộc Tâm Lan. Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Mộc Tâm Lan lắc đầu, cô không muốn tiếp tục làm lỡ chuyện của anh Tần nữa. Em tự đi về được, anh Tần, cảm ơn anh. Mộc Tâm Lan có hơi tự ti mặc cảm. So với bà Hoàng trang sức trước mặt, cô thấy mình chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Ra khỏi Hồng Ảnh Tinh Ngu, bóng lưng phía xa của Mộc Tâm Lan dần biến mất trong màn đêm, Hồ Gia Hân đứng bên Tần Lâm, ánh mắt hơi kỳ quái. Hồ Gia Hân căm phẫn nói, nhưng Tần Lâm lại thấy cô ấy còn tức giận hơn cả Thanh Thanh. Tần Lâm, anh dám chơi gái ở bên ngoài, anh quá đáng thế, chuyện này mà để Thanh Thanh biết được thì phải làm thế nào? Anh vô trách nhiệm quá rồi đấy. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Hồ Gia Hân. Tôi thấy cô có vẻ còn sốt ruột hơn Thanh Thanh đấy.
Hồ Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng, mặt hơi ửng đỏ, tên Tần Lâm này khinh người quá. Anh nói linh tinh gì thế, tôi chỉ lo thay cho bạn tôi thôi. Tần Lâm cười nói, cô gái kia là người tốt, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, Tần Lâm tôi trong sạch như tờ giấy trắng vậy, không để cô vấy bẩn đâu. Hồ Gia Hân bĩu môi nói, xì, anh có phải người tốt không thì tôi không biết. Tần Lâm cười híp mắt nói, lại gần Hồ Gia Hân. Cô đừng quên, cô đã đồng ý sẽ làm cho tôi một chuyện. Có phải tôi bắt cô làm gì, cô cũng đồng ý không? Hồ Gia Hân đỏ mặt, ngại ngùng, bĩu môi nói. Anh muốn làm gì vậy, đừng có động tay động chân, cẩn thận tôi nói cho Thanh Thanh, ngay cả tôi anh cũng không bỏ qua. Tần Lâm cười phá lên mà nói. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không hẹp hòi như cô đâu, đi thôi, mời tôi bữa cơm đi. Trong phút chốc, Hồ Gia Hân có hơi thất vọng. Hừ, cái tên sợ phiền phức, không có tiền đồ. Ngô Hoài Nhân sau khi lổm ngổm bò dậy rời khỏi Hồng Ảnh Tinh Ngu, anh ta tìm một người anh em tốt tên Chu Hổ để cùng uống rượu. Mặt bị đánh sưng thành đầu heo, có điều Ngô Hoài Nhân chỉ băng bó chút thôi, bây giờ tâm trạng của anh ta rất buồn phiền, càng nghĩ càng tức. Sao vậy người anh em? Đánh nhau với ai thế? Cái tỉnh lỵ này có ai dám dây vào cậu à? Ha ha ha, tên đó chán sống rồi hả? Chu Hổ cười ha ha nói, vừa nhìn thấy Ngô Hoài Nhân tức giận đến vậy, nhất định bị người ta bắt nạt. Ngô Hoài Nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu đừng nói mát nữa đi. Rồi rồi rồi, tôi uống rượu với cậu là được chứ gì, nào nào nào, hôm nay chúng ta không say không về. Chu Hổ và Ngô Hoài Nhân bắt đầu rót hết ly này đến ly khác, uống được ba vòng rượu rồi, cũng nếm đủ món rồi, hai người cũng ngà ngà say rồi. Chu Hổ nghi hoặc hỏi. Cậu bị đánh đến mức này, gì cậu không quản à? Thế này thì quá đáng quá, vết thương này một hai tháng cũng chưa chắc đã khỏi được, tên này ác quá, ai ra tay vậy, tên chết bầm nào thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ là gì cậu đánh à? Đánh ác vậy sao? Nếu không, ai dám đánh cậu như vậy? Dì cậu ác thế, dẫu sao cũng không phải là người sinh ra cậu, nếu là dì ruột thì ai lại làm thế? Sao có thể để cháu ngoại mình bị đánh đến mức này, không đau lòng à? Đúng là không phải chuyện mà con người làm mà. Chu Hổ nói lia lịa. Ngô Hoài Nhân cười khẩy một tiếng, nụ cười trên miệng như đang tự giễu cợt mình. Ngô Hoài Nhân lẩm bẩm. Đúng vậy, dù sao cũng không phải ruột thịt. Người ta sao có thể coi mình là cháu ngoại thật sự chứ? Chu Hổ lấm la lấm lét nhìn xung quanh, cười híp mắt nói. Đúng rồi, tôi có cách này, lần trước tôi vừa định bảo thì cậu không cho nói. Ngô Hoài Nhân thay đổi sắc mặt, chuyện lần trước nói được một nửa, anh ta liền nổi giận, nhưng lần này thì anh ta không do dự nữa. Cậu lại muốn nói gì nữa đây? Chu Hổ kiêu ngạo nói. Đương nhiên là chuyện vui rồi, hi hi. Hơn nữa là chuyện tốt có thể giúp cậu giàu lên trong một đêm, nếu là người khác thì không có cơ hội này đâu. Ngô Hoài Nhân trầm giọng nói. Rốt cuộc cậu nghĩ gì, nói đi. Chu Hổ bĩu môi nói. Dì cậu bây giờ chưa có bạn trai, tập đoàn lớn như vậy do mình cô ấy nắm giữ, bây giờ cô ấy mà xảy ra chuyện gì, hi hi hi, tập đoàn Hồ Thị, châu báu Gia Hân chẳng phải sẽ về tay cậu sao? Còn đợi đến tay người khác chắc, hi hi hi. Ngô Hoài Nhân mặt mày biến sắc. Cậu đừng có nói bừa, đấy là gì tôi, cậu không biết hả? Chu Hổ cười nói. Gì, ha ha ha, nếu là gì cậu thì sao lại để cậu bị người ta đánh ra nông nổi này? Tôi nghĩ gì cậu chắc chắn biết, nhưng không quan tâm thôi, đúng không? Nhất định là vì người đó quan trọng hơn cậu chứ gì, cậu trong mắt người ta cậu chỉ là một tên ăn bám thôi. Chăm sóc cho cậu là vì để người ngoài cảm thấy cô ta là người tốt. Có lợi cho sự phát triển của tương lai và văn hóa doanh nghiệp, chăm sóc cho đứa cháu ngoại cha mẹ mất sớm, chẳng phải là một câu chuyện hay sao? Sắc mặt Ngô Hoài Nhân vô cùng khó coi. Chu Hổ cười khẩy nói. Nói trắng ra, bây giờ trong tay người ta cậu chỉ là một linh vật thôi, cậu đâu phải cháu ngoại ruột, tục ngữ nói cấm có sai, không có máu mủ thì không phải người thân được. Buồn cười thật, bây giờ Hồ Gia Hân chưa kết hôn, đợi đến khi người ta kết hôn sinh con. Cậu là cái thá gì? Còn lo cho cậu chắc, ai lo được cho cậu chứ? Con trai người ta còn chưa lo xong mà còn lo cho cậu, thôi cậu tỉnh mộng đi. Nhớ quay lại đọc tại truyện Tê Am Linh. Đến lúc đó, cậu sẽ biết cái gì gọi là tình thân bạc bẽo, cuộc đời độc ác, cậu còn trẻ quá,
căn bản không biết chuyện gì đang diễn ra. Bây giờ cậu là đứa cháu ngoại, là người thừa kế duy nhất của cô ta, nhưng đợi đến khi Hồ Gia Hân kết hôn, cậu đâu được sướng như bây giờ, cô ta cũng chẳng còn chút tình thân nào với cậu đâu. Cậu nghĩ mình thái tử của tập đoàn Hồ thì chắc, nhớ quay lại đọc tại truyện Tê Am Linh. Tỉnh giấc đi, đừng ngây thơ như vậy nữa, cậu chỉ là linh vật thôi, người ta nuôi cậu để công ty phát triển. Nhớ kỹ này, Ngô Hoài Nhân, vận mệnh nằm trong tay mình. Tôi là bạn thân của cậu nên mới nói mấy lời này với cậu, nếu như không phải bạn thân, tôi cũng lười không muốn nói với cậu. Tôi mà có người gì như này, hi hi hi, tài sản sẽ về hết tay tôi hết. Chu Hổ vui vẻ nói. Lúc này, tâm trạng của Ngô Hoài Nhân vô cùng phức tạp, dì là người rất tốt, đối xử tối với anh ta nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ vẫn vì một người ngoài, hơn nữa còn cả người đàn ông kia nữa, dám đánh anh ta, hơn nữa anh ta bị đánh, dì cũng chẳng hỏi han gì, điều này khiến Ngô Hoài Nhân bị đả kích nặng nề. Nhớ quay lại đọc tại truyện Tê Am Linh. Đúng như Chu Hổ nói, bản thân chỉ là người không cùng họ, bây giờ dì đối xử tốt với anh ta vì mục đích riêng thôi, hơn nữa trước mặt người ngoài, mình bị đánh như vậy, mình không cần mặt mũi chắc. Thứ tình thân rách nát, máu mủ vớ vẩn, đợi đến sau khi người ta sinh con, tập đoàn Hồ thị sao còn liên quan đến anh ta nữa chứ? Chu Hổ nói đúng lắm, đúng là khiến mình tỉnh mộng. Vận mệnh phải do mình nắm giữ, anh ta phải chủ động ra đòn. Ánh mắt của Ngô Hoài Nhân âm u lạnh lẽo, có vẻ như muốn cân nhắc thiệt hơn xem nên làm thế nào, nếu như gì xảy ra chuyện gì, thì tài sản châu báu lên đến cả chục tỷ sẽ thuộc về tay anh ta. Đều là của anh ta hết. Đến lúc đó, anh ta chẳng phải thực sự là đại gia sao, bản thân chỉ cần thừa kế tài sản của gì, cả tỉnh lỵ này ai dám tỏ vẻ với anh ta nữa. Đến lúc đó, anh ta sẽ là người giàu có thứ nhất thứ hai ở tỉnh lỵ. Ngô Hoài Nhân lạnh lùng nói, cười híp mắt. Nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Nhiều năm như vậy, không ngờ Hồ Gia Hân lại lừa mình, may mà có người anh em tốt Chu Hổ, nếu không mình sao có cơ hội này. Chu Hổ trịnh trọng nói. Đúng, chuyện này một là không làm, hai là làm thì làm đến cùng, để người khác nắm giữ vận mệnh của mình, cả đời này, mình sao xuất sắc được, mình phải dựa vào bàn tay mình mới có trở thành người giàu có thật sự. Gì cậu nhiều tiền vậy, cậu tiêu hộ cô ta thì sao? Có phải cô ta không cho cậu cổ phần không, công ty lớn như vậy mà chỉ cho cậu cái chức quèn, chẳng làm được gì, không có quyền lực, thế thì thu phục được ai? Hoài Nhân của tôi có phải loại vô dụng như vậy không? Nói trắng ra, cô ta chỉ không tin tưởng cậu thôi. Làm thằng đàn ông, nhất định phải ác, không ác thì đứng không vững, ông chủ nào tay chẳng dính bẩn. Một người tướng quân đã giết biết bao người, đợi đến khi cậu nắm trong tay tập đoàn chục tỷ, cậu sẽ hiểu, đến lúc đó được người ta gọi là chủ tịch Ngô sẽ tuyệt đến mức nào, ngồi trên cao nhìn xuống, cậu chính là người chiến thắng, ha ha ha. Chu Hổ vỗ vai Ngô Hoài Nhân mà nói, tâm tình Ngô Hoài Nhân cũng trở nên vô cùng kích động. Ngô Hoài Nhân tỏ ra vô cùng cảm động. Hổ tử, may mà có cậu, nếu không tôi có bị bán cũng không biết, nói đi, chúng ta nên làm thế nào? Chu Hổ cười nói. Cậu nghe tôi là được, có điều cậu phải thanh toán sòng phẳng cho tôi đấy, đợi đến khi cậu thừa kế tài sản của tập đoàn Hồ Thị thì cậu không được quên tôi đâu, đến lúc đó cậu là ông chủ lớn rồi, ha ha. Ngô Hoài Nhân hưng phấn nói. Nhớ quay lại đọc tại truyện Tê Am Linh, 2417. Được rồi, đến lúc đó tôi đưa cậu ba phần, được chưa? Mau nói đi, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào? Được, có lời này của cậu là tôi vui rồi. Chu Hổ gật đầu, đến lúc đó nếu Ngô Hoài Nhân không chịu, cùng lắm là chó cùng rứt dậu, người đứng càng cao, càng sợ mất đi, mục đích của hắn là một nửa lợi tức của công ty, tương đương khoảng 5 tỷ, nếu không hắn sẽ không liều mạng với anh ta. Chu Hổ nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngô Hoài Nhân. Làm thế nào, hi hi, đảm bảo không thành vấn đề. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Hoài Nhân dựa theo cách của Chu Hổ, đến khu vực khai thác mỏ châu báu của tập đoàn Hồ Thị, bắt đầu triển khai kế hoạch. Đến xế trưa, Ngô Hoài Nhân thấy thời cơ đã chín muồi, liền gọi cho Hồ Gia Hân. Ngô Hoài Nhân nói, alo, dì à, cháu phát hiện ra một số loại đá quý hiếm ở khu mỏ, hình như là kim cương, cháu cũng không chắc lắm, công nhân dưới mỏ cũng không dám chắc. Hay gì qua đây một chuyến đi. Hồ Gia Hân vui vẻ nói. Tên nhãi này, bị thương thế này, sao hôm nay vẫn đi làm, còn đến mỏ khảo sát,
có vẻ như hôm qua bị Tần đại sư đánh cho tỉnh táo lại rồi, cuối cùng cũng biết gánh bớt gánh nặng với gì rồi. Ngô Hoài Nhân kiên định nói. Cháu biết mà gì, sau này cháu sẽ nỗ lực hơn nữa. Được rồi, coi như là dì không nhìn lầm cháu, bây giờ dì qua đấy đây. Hồ Gia Hân cúp máy, mỉm cười vui vẻ, tên nhãi Hoài Nhân này cuối cùng cũng thông suốt rồi, nhiều năm như vậy mình chiều hư nó quá mà. Tục ngữ nói không sai, người biết nhận lỗi còn quý hơn vàng, như vậy mới đáng để người ta mong đợi. Hồ Gia Hân chuẩn bị đầy đủ xong liền lái xe đến khu mỏ, nhưng vụ bị kẹt ở mỏ lần trước lại hiện trước mắt cô, Hồ Gia Hân có hơi sợ, nên gọi thẳng cho Tần Lâm. Hồ Gia Hân cười tủm tỉm nói. Đang làm gì thế, Tần đại sư, có thời gian đi đến khu mỏ với tôi một chuyến không? Được, cô đón tôi nhé. Hồ Gia Hân cúp máy, vui vẻ đi đón Tần Lâm, cả hai tiến thẳng đến khu vực khai thác khoáng sản ở ngoại ô. Sao hôm nay xuống sắc thế, đêm qua không ngủ được à? Tần Lâm thấy sắc mặt Hồ Gia Hân không tốt nên hỏi thăm. Ngủ ngon mà, Tần đại sư, anh đừng nói là ấn đường của tôi đen, e là sẽ xảy ra họa đổ máu đấy. Ha ha, Hồ Gia Hân cười ngượng. Đấy cô xem, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô mà, cô cười cái gì? Tần Lâm chau mày. Có Tần đại sư ở đây thì làm sao xảy ra chuyện được chứ, trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho tôi mà, tôi cần gì phải lo lắng chứ? Vậy cô phải trả tôi bao nhiêu tiền đây? Tần Lâm liếc mắt. Cuối cùng xe cũng đến mỏ khai thác, hai người đội mũ bảo hiểm rồi đi thẳng vào hầm. Lúc này Ngô Hoài Nhân đang chỉ huy thợ mỏ, bắt đầu vận chuyển khoáng thạch, đây là khu vực khai thác mỏ đá quý của tập đoàn Hồ Thị, tự sản xuất tự tiêu thụ là cách tạo lợi nhuận quan trọng của bọn họ. Gì đến rồi? Ngô Hoài Nhân kích động nói. Tần đại sư. Ngô Hoài Nhân cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tần Lâm, sao tên này cũng đến đây vậy? Đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi đấy, nếu anh muốn cản trở tôi thì tôi sẽ cho hai người cùng chết luôn. Biết sai để sửa là rất đáng khen, xem ra anh cũng là người hiểu chuyện. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh, 2417. Tần Lâm lạnh lùng nói, tên này sao lại siêng năng bất thường như thế này? Hôm qua còn là công tử ăn chơi trác táng, hôm nay lại chăm chỉ đi làm. Hơn nữa còn có thể chịu được khổ cực, đến khu vực khai thác mỏ để rèn luyện, có phải anh ta không vậy? Đúng rồi, cháu trai của tôi rất thông minh, được rồi, đều là người cùng hội cùng thuyền, anh đừng dọa thằng bé nữa, nhìn thấy anh là cháu tôi run cầm cập rồi kìa. Hồ Gia Hân khẽ cười rồi nói. Được rồi, làm việc cẩn thận, đừng giả vờ làm việc khiến gì anh thất vọng là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Tần Lâm âm u, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản, tên nhóc này chắc chắn là giả vờ. Công tử bột như anh ta Tần Lâm thấy nhiều rồi, làm gì có chuyện cải tà quy chính nhanh như vậy, giống như con người khác hoàn toàn. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh, 2417. Mặc dù Hồ Gia Hân rất kỳ vọng vào Ngô Hoài Nhân, nhưng đôi khi kỳ vọng càng cao thất vọng càng nhiều. Bên dưới có chuyện gì? Phát hiện ra khoáng thạch gì sao? Hồ Gia Hân nhìn về phía Ngô Hoài Nhân. Là một loại khoáng thạch rất đẹp, giống như kim cương vậy, nếu cháu không nhầm thì khoáng thạch này rất lớn. Nếu như là thật thì chúng ta sẽ giàu to rồi gì? Ngô Hoài Nhân kích động nói. Nhưng sâu quá, hơn nữa còn rất nguy hiểm, cho nên sau khi phát hiện cháu cũng không dám manh động, công nhân thì càng không được, nếu bây giờ muốn khai thác ở đây thì rất khó, nhưng lợi nhuận khá lớn, nếu thật sự là kim cương thì sẽ phát tài, chúng ta phải mạo hiểm một lần, nhưng nếu không phải thì chúng ta không cần mạo hiểm như vậy. Nếu thật sự là kim cương thì tốt quá. Ánh mắt Hồ Gia Hân sáng lấp lánh, đầy hưng phấn. Cháu đúng là phúc tinh của dì mà, mau đi chuẩn bị đi, dì sẽ xuống hầm để xem, nếu thật sự là kim cương thì dù có như thế nào cũng phải khai thác. Dì, ở bên dưới rất nguy hiểm, hay để cháu đi cho, cháu có chụp hai bức hình dì xem thử nhé. Ngô Hoài Nhân nói, ảnh không được đâu, phải xem tận mắt mới phân biệt được, bây giờ dì sẽ xuống đó. Hồ Gia Hân lắc đầu nói. Cháu chụp kim cương sẽ rất khó nhận biết, nếu không tận mắt nhìn thì cho dù là bậc cao thủ cũng sẽ bị lừa. Không sao, chuẩn bị một chút để dì xuống đó, cháu nhìn không ra đâu. Hồ Gia Hân đã nói như vậy, Ngô Hoài Nhân cũng chỉ đành gật đầu. Vậy được rồi, bây giờ cháu sẽ bảo công nhân đi chuẩn bị. Ngô Hoài Nhân nói. Để tôi đi cùng cô. Tần Lâm nói,
nếu bây giờ để Hồ Gia Hân xuống một mình thì thực sự quá nguy hiểm, cho nên anh quyết định xuống cùng với cô ấy. Hơn nữa hôm nay sắc mặt Hồ Gia Hân không được tốt, anh sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất. Hay là để cháu đi cho, dưới đấy nguy hiểm lắm. Ngô Hoài Nhân nghiêm túc nói. Cháu đi làm gì, ngoan ngoãn chờ ở đây đi, cháu không phân biệt được kim cương đâu. Nhỡ là kim cương thật thì cho dù chi phí cao như thế nào cũng phải khai thác bằng được, có khi phải đổi cả máy móc nữa. Hồ Gia Hân liếc nhìn Ngô Hoài Nhân một cái, anh ta cố gắng như vậy, cô ấy cũng rất vui, bây giờ còn muốn thay cô ấy xuống hầm nữa. Nhưng Ngô Hoài Nhân còn trẻ quá, chuyện này phải để cô ấy đích thân ra tay mới được. Vậy được rồi, dì phải cẩn thận đấy. Tần đại sư, mong anh sẽ chăm sóc tốt cho dì tôi. Ngô Hoài Nhân thành tâm nói. Tần Lâm gật đầu, tên nhóc này thay đổi nhanh vậy sao, muốn làm người lại một lần nữa sao? Nhưng biết nhận lỗi là tốt rồi, bây giờ anh cũng không muốn đả kích lòng tin của Ngô Hoài Nhân, nếu không Hồ Gia Hân sẽ trách anh mất. Hai người mặc đồ bảo hộ xong xuôi, theo quản đốc chuẩn bị xuống hầm, lúc này trong hầm đã ngừng sản xuất, cho nên dưới hầm chỉ có Tần Lâm, Hồ Gia Hân và người quản đốc chất phác. Thang máy đi được khoảng 5 phút mới xuống tới nơi. Lý Công, mọi người phát hiện ra khoáng thạch ở đâu? Hồ Gia Hân hỏi. Ở đằng trước có một nham động chật hẹp, chúng tôi không dám tiếp tục khai thác, sợ sẽ xảy ra sạt lở, cho nên mới mời chủ tịch xuống, nếu phải khai thác thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Lý Công chỉ về phía trước rồi nói. Tôi cũng chưa xuống lần nào, toàn thanh niên bọn họ xuống, tôi cũng nghe bọn họ nói lại thôi, mắt của tôi không được tốt. Chỉ nhìn thấy trong nham động có ánh sáng phản chiếu. Vậy sao, để tôi xem thử. Hồ Gia Hân mừng rỡ vội bước về phía trước, cẩn thận tới gần nham động chật hẹp dưới đất, nhưng nhìn kỹ mấy lần vẻ mặt lại có chút thất vọng, cái này vốn chẳng phải là kim cương gì cả, giống như hai khối thủy tinh lớn vậy, nhưng sao dưới lòng đất lại có thủy tinh? Nói chung là không phải châu báu gì quý giá, khiến Hồ Gia Hân vô cùng thất vọng. Xem ra đi không một chuyến rồi, chúng ta về thôi. Hồ Gia Hân cười khổ nhìn Tần Lâm. Ok. Tần Lâm gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh, ba người vào thang máy, bỗng nhiên thang máy kêu két két, đang lên cao được khoảng 5-6 mét thì có một tiếng kêu lớn, dây cáp bị đứt khiến thang máy rơi xuống đất. A! À, Hồ Gia Hân kêu lên, Lý Công cũng vô cùng sợ hãi, hồn bay phách lạc. Rơi từ độ cao như vậy xuống, lại bị nhốt trong lồng sắt, không chết cũng sẽ trọng thương. Tần Lâm đã có sự chuẩn bị từ trước. Trong lòng anh luôn bất an cho nên đã ra tay ngay lập tức, túm lấy Hồ Gia Hân và Lý Công, vận khí công để tiếp đất an toàn. Nhưng Hồ Gia Hân và Lý Công vẫn sợ toát mồ hôi hột. Sao, sao lại như thế này? Cảm ơn cậu nhé chàng trai. Lý Công không khỏi bàng hoàng, nghĩ lại mà sởn da gà, nếu không có Tần Lâm thì lão già ông đã mất mạng ở đây rồi. Sau một tiếng động vô cùng lớn, thang máy rơi xuống đất rầm một cái, khiến cả hầm lò cũng chấn động. Những điểm tựa xung quanh đều bị sụp đổ, công trường cũng tan tành trong giây lát. Từng viên đá lớn rơi xuống, lúc này hầm đã hoàn toàn bị sập. Sao lại như vậy, sao lại, không thể nào. Tôi không muốn chết. Hồ Gia Hân tái mét, mặt mày không có chút sức sống, đôi tay nắm chặt lấy Tần Lâm, còn đôi chân của Lý Công cũng run rẩy, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn đường lùi rồi. Sập hầm lò, 10 phần chết 9, đá lớn liên tục lăn xuống. Trên đầu bọn họ toàn bụi, đá rơi thẳng xuống giữa hầm, mất điểm tựa nên hầm lập tức bị sập. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất, mọi người cũng tái mặt, bọn họ không ngờ tới cảnh tượng vừa rồi, mấy chục người vẻ mặt hoang mang, xúm lại một góc. Khoảnh khắc tiếng động đinh tai nhức óc kia vang lên, hầm bị sập, Ngô Hoài Nhân cũng ngây ngốc. Sập, sập rồi. Ngô Hoài Nhân hít một hơi thật sâu, đứng ngây người, mặc dù anh ta đã biết trước sẽ có cảnh này. Mọi chuyện là do anh ta chuẩn bị, nhưng lúc sập hầm thật sự, trong lòng anh ta cũng vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Khói bụi mù mịt cùng những tiếng động rợn người, mặt đất xung quanh cũng như nứt ra, 30 mét dưới hầm xuất hiện một cái hố sâu, mọi người lùi hết về phía sau, mặt xám lại như cho tàn. Lý Công vẫn ở bên dưới. Sao lại như thế này? Sao lại bị sập được? Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi mà. Đúng vậy đó, Chủ tịch Hồ vẫn ở bên dưới. Chủ tịch Hồ chắc không? Đừng nói linh tinh, không mau đi tìm người đi, báo cảnh sát, mau đi báo cảnh sát đi. Chủ tịch Hồ chắc chắn không xảy ra chuyện gì, Lý Công cũng vậy. Đám đông hỗn loạn,
Bọn họ không ngừng run rẩy, trong lòng thì mừng thầm, may mà bọn họ không ở dưới hầm, nếu không thì chắc chắn khó thoát. Hầm hơn 30 mét bị sập, sao bọn họ không lo cho được? Nếu hôm nay ở dưới đó không phải là chủ tịch Hồ thì sẽ là bọn họ, nhiều người như vậy đều bị chôn sống bên dưới. Bây giờ mạng người là quan trọng nhất, ai không lo cho được? Người đâu hết rồi, mau đến đây, dì của tôi bị vùi dưới kia kìa. Mau đến đây, cứu chủ tịch Hồ của tôi đi. Ngô Hoài Nhân quỳ xuống đất, hét đến lạc giọng, nước mắt tuôn như mưa. Bây giờ dì chết, bị chôn dưới hầm thì anh ta là người hưởng lợi nhiều nhất. Anh ta và anh Hổ đã trăm phương ngàn kế tính toán tất cả, chỉ vì ngày hôm nay, sâu 30 mét, vùi lấp 3 người, sao mà sống được chứ? Đã làm phải làm cho chót, chỉ cần Hồ Gia Hân chết thì anh ta mới có thể chiếm được tập đoàn Hồ Thị, trở thành người nắm quyền của châu báu Gia Hân, như vậy thì anh ta sẽ trở thành đại gia thật sự, chẳng cần phải nể mặt ai cả cũng chẳng cần dựa dẫm vào người khác nữa. Hi hi hi, để tôi xem ai còn có thể ngăn cản tôi nữa, tôi phải thành công. Tôi phải trở thành đại gia nghìn tỷ, ha ha ha. Mặc dù Ngô Hoài Nhân khóc lóc thảm thiết nhưng trong lòng thì mừng như điên, vô cùng kích động, thắng lợi ở ngay trước mắt, Hồ Gia Hân cô không để tôi trở thành lãnh đạo thật sự của tập đoàn Hồ Thị, thì tôi sẽ dùng đôi tay của mình giành lấy. Mưu kế của anh Hồ mặc dù hơi độc ác nhưng rất có ích, nếu không Hồ Gia Hân hứng lên muốn xen vào chuyện của anh ta thì có thể đạp anh ta bất cứ lúc nào, phải nhanh chân đi trước mới có thể trở thành người nắm quyền. Thấy cảnh tượng công nhân khẩn trương, sợ hãi, anh ta biết mình sắp thành công rồi, Hồ Gia Hân chắc chắn đã chết, tên Tần Lâm cũng chết theo luôn, như vậy bọn họ có thể làm đôi uyên ương số khổ, chính Tần Lâm là người tát anh ta mạnh nhất, hôm nay mối thù đã được báo, chiêu này của Ngô Hoài Nhân đúng là một mũi tên trúng hai đích. Dám đắc tội với Ngô Hoài Nhân tôi, chỉ có con đường chết mà thôi, muốn ra oai với tôi sao? Hừ hừ, kiếp sau đi. Ánh mắt Ngô Hoài Nhân âm u. Vừa khóc nức nở vừa gào thét. Dì không được chết, dì không được rời xa cháu, dì chết rồi thì cháu phải làm sao, dì ơi, hu hu hu. Công nhân nhanh chóng cứu viện, chỉ có Ngô Hoài Nhân là cười thầm trong lòng, tập đoàn Hồ Thị nghìn tỷ sắp rơi vào tay mình rồi, chuyện này đúng là dễ như trở bàn tay. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh, 2417. Từng giây từng phút trôi qua, nhân viên cứu hộ đến ngày càng nhiều, khu vực hầm lò ngày càng trở nên nghiêm trọng. Công việc cứu hộ cũng vô cùng khó khăn. Đội cứu trợ hơn 30 người cầm dụng cụ thiết bị đến kết hợp cùng công nhân mỏ để cứu trợ, nhưng đến trưa vẫn không có chút kết quả nào. Nếu dùng máy múc thì sợ sẽ phá hoại khối đất dưới hầm, đến lúc đó có khi lại không còn chút hy vọng nào. Nhưng nếu không dùng máy múc thì lại càng ít khả năng cứu sống hơn. Sự cố sập hầm lần này khiến mọi người rất lo lắng, vì người bị vùi lấp dưới đấy là chủ tịch của bọn họ, ai mà không sợ chứ? Có liên quan đến công việc của bọn họ, an toàn của bọn họ, tất cả công nhân mỏ ở đây đều sợ hãi, bọn họ khó tránh khỏi việc phải chịu trách nhiệm. Mọi người nhất định phải cứu được gì của tôi, cầu xin mọi người đó. Ngô Hoài Nhân kích động nói, túm lấy tay một nhân viên cứu hộ. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhất định, nhất định, gì của tôi là chủ tịch tập đoàn Hồ Thị đấy. Ngô Hoài Nhân tỏ ra đau khổ, nhưng trong lòng vô cùng hả dạ. Nghe nhân viên cứu hộ nói, sập hầm 30 mét thì gần như không có khả năng sống sót, hơn nữa còn xuất hiện hố to như thế này chứng tỏ đất đá đều bị rơi vào trong, nếu móc lên thì chỉ còn con đường chết. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh, 2417. Anh buông tay tôi ra đi, anh cứ giữ tôi như vậy làm sao tôi đi cứu người được. Nhân viên cứu hộ bất đắc dĩ nói, rồi bỏ tay Ngô Hoài Nhân ra, nhanh chóng tiếp tục công việc cứu trợ. Đến tận lúc xế chiều. Khi cả khu khai thác dần chìm vào bóng tối, vài ánh đèn pha vẫn phát sáng, công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Mạng sống quan trọng hơn tất cả. Lúc này trong lòng Ngô Hoài Nhân lại càng vui, dì ơi là dì bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa, không phải dì và tên Tần Lâm kia có quan hệ rất tốt sao. Đến đứa cháu như tôi cũng không so được, vậy thì hai người đi chết cùng nhau đi. Người không vì mình trời tru đất diệt, dì chết rồi tôi mới có thể tiếp quản tập đoàn Hồ Thị. Đến lúc đó mọi thứ sẽ là của tôi, dì cứ yên giấc ngàn thu nhé. Một ngày đã trôi qua, hy vọng ngày càng mong manh, đã đào 5 mét rồi mà đội cứu trợ vẫn rất bận rộn, bọn họ không dám dùng máy múc, vì sự an toàn của người bên dưới, bọn họ không thể từ bỏ bất cứ tia hy vọng nào. Nhưng rất nhiều người đã lặng lẽ lắc đầu,
trong lòng có chút thương xót, đã một ngày rồi mà không có chút tin tức gì, hầm phía dưới đã sập hoàn toàn rồi, bây giờ cũng khó mà xoay chuyển được tình thế. Mệt cả một ngày, Ngô Hoài Nhân cũng vươn vai một cái, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi. Lúc này dưới lòng đất, ba người khom người trong góc giữa chiếc thang máy và hai tảng đá lớn, Lý Công đã ngất lịm đi, ông ấy tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt nên đã ngất mê man từ lâu rồi. Hồ Gia Hân ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, thiếu đồ ăn cộng với việc sợ hãi tuyệt vọng đã khiến cô ấy lạnh run cầm cập. Tần Lâm, anh nói xem liệu chúng ta có chết ở đây không? Hồ Gia Hân miệng khô rát, khẽ nói, âm thanh nứt quãng, ai cũng có nỗi sợ chết như vậy thôi, cho dù bạn có là tỷ phú nghìn đô hay ăn mày thì khi đối diện với cái chết, nỗi sợ trong lòng cũng sẽ dần bừng lên. Lần trước Hồ Gia Hân đã từng một lần bị kẹt dưới hầm, sau lần đó cô đã bị ám ảnh tâm lý cho nên hôm nay cô mới muốn Tần Lâm đi cùng, nhưng lần này lại để Tần Lâm phải chịu khổ cùng rồi. Chẳng lẽ bản thân mình lại xui xẻo đến như vậy? Hai lần xuống hầm đều gặp nạn, lần đầu còn đỡ, nhưng lần này là hầm thẳng đứng, hơn 30 mét, công việc cứu hộ sẽ khó hơn gấp 10 lần so với hầm nghiêng, không có đồ ăn không có nước uống, thậm chí không khí cũng sắp cạn kiệt rồi, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Hồ Gia Hân đã nhìn thấy thần chết đưa tay ra với cô rồi. Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, làm liên lụy đến anh. Giọng Hồ Gia Hân khàn khàn, cắn chặt môi, trong bóng tối và sợ hãi vô tận, lạnh giá và tuyệt vọng, chắc lần này cô khó thoát rồi. Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây. Tần Lâm vô cùng bình tĩnh, thật ra anh cũng sợ, là con người ai mà chẳng sợ cái chết, cho dù có là anh thì anh cũng bó tay, bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi. Mười mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Tần Lâm cảm thấy mặt đất hơi chấn động, đội cứu viện chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mạng người quan trọng, mọi người trên mặt đất chắc rất lo lắng. Chỉ cần bọn họ vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống thì nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng hoàn cảnh này quá khó khăn, không khí loãng, lòng đất lạnh lẽo, còn cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến Hồ Gia Hân không còn chút sức lực nào. Hầm thẳng đứng 30 mét, muốn đào lên thì phải mất hơn một tuần, cần phải quan sát tình hình dưới lòng đất nữa, chỉ cần có chút sai sót là sẽ có khả năng sụt lún lần hai. Bị vùi lấp trong đất đá như vậy thì càng khó có cơ hội sống sót. Công việc cứu hộ vô cùng khó khăn, kiên trì trong thời gian một tuần là việc vô cùng khó, không ăn không uống, lại còn trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt như vậy nữa, ba ngày là đã quá sức chịu đựng rồi. Hồ Gia Hân cũng không ngu ngốc, cô biết Tần Lâm đang an ủi cô, lúc này cho dù bụt có hiện lên cũng không cứu nổi bọn họ. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng, không biết rằng sau khi chờ đợi là cái chết hay sự tuyệt vọng. Sự sống quá mong manh. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Hồ Gia Hân tựa vào vai Tần Lâm, khẽ nói. Được, vậy tôi phải đợi bằng được. Tần Lâm bình tĩnh nói, công việc cứu trợ có nhanh cũng phải 7 ngày. 7 ngày đối với anh thì không phải chuyện khó, nhưng đối với Hồ Gia Hân và Lý Công thì khác. Bọn họ không học công phu, thể chất cũng kém hơn người bình thường, chẳng trách Hồ Gia Hân lại tuyệt vọng như vậy. Nói rồi đấy. Chúng ta không được chết. Hồ Gia Hân thì thầm, nhưng Tần Lâm cảm nhận được nước mắt cô đang rơi thấm ướt vạt áo anh, sợ hãi phải đối diện với cái chết, chẳng mấy ai có thể hiểu được cảm giác này. Tôi thấy lần này không phải là ngoài ý muốn, có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Tại sao hôm qua còn ăn chơi trác táng, ngông nghênh lên mặt mà hôm nay đã trở thành một chàng trai ngoan ngoãn? Tại sao cái hầm này lại xảy ra tai nạn đúng lúc như vậy? Nếu cô có mệnh hệ gì thì ai là người có lợi nhất? Lời nói của Tần Lâm khiến Hồ Gia Hân giật mình, siết chặt nắm đấm, nhưng cô vẫn im lặng. Một lúc sau, Hồ Gia Hân cũng ngủ thiếp đi, Tần Lâm cũng giữ im lặng, hít thở đều, không lãng phí thể lực. Tần Lâm cũng không có cách nào giúp hai người họ vượt qua cửa ải này, có thể vượt qua hay không còn phải xem may mắn của hai người. Lúc này Tần Lâm chuẩn bị phong bế huyệt đạo của hai người, khiến bọn họ rơi vào trạng thái tịch cốc. Sao tịch cốc là phương pháp rèn luyện sức khỏe trong đạo giáo, ý chỉ người đi tu không ăn cơm để chuyên tâm vào việc tu hành. Phong bế huyệt đạo xong, tốc độ máu trong cơ thể bọn họ cũng giảm xuống, chìm vào trạng thái chết giả, dùng lỗ chân lông để hô hấp, rất có tác dụng trong việc giảm bớt năng lượng tiêu hao của cơ thể, có thể chịu đựng trong vòng 10 ngày. Hồ Gia Hân còn ổn nhưng tình trạng của Lý Công khá kém, dù gì ông ấy cũng năm 60 tuổi rồi, không thể so sánh với thanh niên được.
sau khi Tần Lâm phong bế huyệt đạo thì cho dù có ở dưới lòng đất 20 ngày cũng chẳng sao. Tần Lâm phong bế huyệt đạo của hai người xong thì bọn họ chìm vào giấc ngủ, chỉ cần chờ đến lúc đội cứu hộ đào xuống tới nơi là bọn họ được cứu rồi. Bọn họ cần bao lâu Hồ Gia Hân cũng có thể kiên trì được, nhưng hầm có xảy ra chấn động lần hai hay không lại là một thử thách lớn. Tần Lâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tự phong bế huyệt đạo của mình, chỉ mong ngày đó mau đến. 7 ngày đã qua, công việc cứu trợ vẫn chưa hoàn thành, lúc này cổ phiếu của tập đoàn Hồ Thị đang tụt dốc mạnh, các tờ báo đưa tin rầm rộ, chủ tịch tập đoàn Hồ Thị gặp nguy hiểm dưới hầm, e là đã tử vong. Lúc này Ngô Hoài Nhân vui muốn chết, anh ta trực tiếp gia nhập vào hội đồng quản trị, yêu cầu điều hành công việc của tập đoàn Hồ Thị, trong lúc gì đang gặp nạn, không thể để cho tập đoàn Hồ Thị rơi vào khủng hoảng được. Mặc dù có nhiều người phản đối nhưng Ngô Hoài Nhân là cháu của Hồ Gia Hân, mà Hồ Gia Hân chưa có chồng có con, lúc này dường như không ai có thể phủ nhận được sự xuất hiện của Ngô Hoài Nhân, hơn nữa anh ta cũng đã tìm được một đội luật sư chuyên nghiệp, chỉ đợi đến lúc đội cứu trợ công bố kết quả là anh ta có thể chiếm đoạt hết khối tài sản kếch xù kia. Ánh đèn rực rỡ, khách sạn long đằng. Cuộc sống của dân thường chúng ta thật là vui là lá la. Ngô Hoài Nhân mặt đỏ bừng vừa cầm ly rượu vừa hát. Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có hai người, người kia đương nhiên là Chu Hổ, hai người đều uống say khướt, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Cậu đừng vui sớm quá, ha ha, nhớ gì cậu lại bò từ trong quan tài ra thì kế hoạch của chúng ta coi như thất bại rồi. Chu Hổ cười. Không thể. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Đã một tuần rồi, chết từ lâu rồi, ha ha, đội cứu trợ vẫn còn lâu mới mở rộng công việc cứu trợ, cho dù có là thần tiên cũng chẳng sống được đến bây giờ, đấy là hầm thẳng đứng chứ có phải hầm nghiêng đâu, đất đá rơi hết vào bên trong, có khi còn rơi trúng đầu cô ta rồi ấy. Hừ hừ, Ngô Hoài Nhân mặt đỏ bừng bừng, tự tin lắc đầu nói. Cũng đúng, mà một tuần rồi, bây giờ tập đoàn Hồ Thị đang không ổn định. Cuối cùng cậu cũng có thể thu lưới rồi, là người thừa kế đầu tiên, thừa hưởng gia tài nghìn tỷ, ha ha ha, từ giờ chủ tịch Ngô không phải dạng vừa đâu. Chu Hổ cười nịnh bợ, ánh mắt trở nên gian xảo. Ngô Hoài Nhân chột dạ, nụ cười tắt ngấm, mặc dù Liễu Thanh Thanh chỉ lớn hơn anh ta vài tuổi, nhưng dù gì cũng là bạn thân nhất của dì, anh ta cũng gặp mấy lần rồi, vô cùng sợ hãi Liễu Thanh Thanh nên không dám ho he gì cả, Liễu Thanh Thanh không phải người mà anh ta có thể đùa. Dì của cậu vẫn chưa chết mà cậu dám ở đây ăn chơi nhảy múa. Ngô Hoài Nhân, có phải cậu cảm thấy một khi dì cậu chết thì cậu sẽ là người lên nắm quyền tập đoàn Hồ Thị, không cần phải lo lắng gì nữa phải không? Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nói, Ngô Hoài Nhân lắc đầu lia lịa. Cháu mượn rượu giải sầu, dì Liễu, dì đừng hiểu nhầm. Ngô Hoài Nhân không dám đắc tội với Liễu Thanh Thanh. Mượn rượu giải sầu, ha ha ha, mấy ngày hôm nay cậu đến hầm lần nào chưa? Không phải là đi tìm luật sư thì là ăn chơi đàn đúng đúng không? Liễu Thanh Thanh nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn, cậu nói với tôi là uống rượu giải sầu. Ngu mới tin đấy. Cháu thật sự không có, dì Liễu. Cháu sợ đến đó sẽ nghe tin buồn lại càng buồn hơn. Ngô Hoài Nhân khẽ nói. Giả vờ cho ai xem, nếu Gia Hân xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Liễu Thanh Thanh nói xong thì giận dữ bỏ đi. Con mụ đáng ghét, cô ta là cái thá gì chứ? Chủ tịch Ngô, chúng ta không cần phải sợ, đợi đội cứu hộ đào được xác sủa Hồ Gia Hân là chúng ta có thể ăn no ngủ yên rồi, cô ta chỉ là người ngoài, sao có thể khoa tay múa chân ở đây chứ? Chu Hổ nói, tao khinh, con mụ thối tha, ông đấy ngứa mắt cô lâu rồi đấy, còn muốn trèo lên đầu ông ngồi à, mơ mộng hão huyền. Vẻ mặt Ngô Hoài Nhân âm u, Liễu Thanh Thanh rõ ràng đang nghi ngờ anh ta. Nhưng không có chứng cứ thì có thể làm gì nhau chứ? Đợi đến lúc anh ta lên nắm quyền tập đoàn Hồ Thị, đến lúc anh ta giàu rồi, nhất định sẽ tìm người đến bắt Liễu Thanh Thanh trói lại rồi cho cô ta một bài học. Nhìn theo bóng Liễu Thanh Thanh rời đi, Ngô Hoài Nhân nghiến răng nghiến lợi, anh ta chịu đựng cuộc sống này đủ rồi, anh ta phải là người đứng đầu, anh ta phải bắt tất cả mọi người kính trọng anh ta. Tổng giám đốc Liễu có về nhà không? Tài xế hỏi. Đến hầm. Liễu Thanh Thanh nói, màn đêm đen kịt, hôm nay đã là ngày thứ 8, cô hỏi ra được đêm nay có khả năng sẽ đào đến tầng đất cuối cùng. Đêm nay cô quyết định sẽ không chợp mắt. Mỗi ngày Liễu Thanh Thanh đều đến khu khai thác, trong lòng cô luôn nhói đau. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé, còn Gia Hân nữa,
một người là người đàn ông cô yêu sâu đậm, một người là bạn thân nhất của cô, bây giờ cô không thể nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ cần hai người bọn họ có thể sống sót, có thể bình yên vô sự là được rồi. Nhưng bọn họ còn trên đời này không thì Liễu Thanh Thanh cũng không chắc. Hy vọng ngày càng mong manh, đã sang ngày thứ 8 rồi, họ còn sống hay không? Dưới lòng đất mấy chục mét, thực sự quá khó. Liễu Thanh Thanh đã đi hỏi chuyên gia, nếu hầm nghiêng thì có khả năng, nhưng hầm đứng mà sập thì quá 3 ngày không ai có thể sống nổi, không có ngoại lệ. Tần Lâm, nếu anh cứ ra đi như vậy thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Trong mắt Liễu Thanh Thanh rơm rớm nước mắt, cô chỉ muốn gặp anh lần cuối, vậy mà không ngờ lần này chẳng lẽ là vĩnh biệt sao? Hồ Gia Hân và Tần Lâm cùng bị vùi lấp dưới hầm, trong lòng Liễu Thanh Thanh cũng rất rối loạn, nhưng bây giờ tính mạng còn chưa được bảo đảm cho nên cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ cô chỉ mong nhìn thấy Hồ Gia Hân và Tần Lâm bình yên vô sự là được. Nhưng mơ ước đó quá khó thực hiện, nhiều nhân viên cứu hộ đã bỏ cuộc rồi, mặc dù công việc cứu hộ vẫn tiếp tục nhưng người còn sống hay không thì ai cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện xuyên nhanh. Sập hầm 8 hôm rồi, sao còn sống được chứ? Bọn họ là người làm công việc cứu hộ, phải nắm rõ tình hình hơn ai hết, không thể phủ nhận kỳ tích của sinh mạng nhưng chuyện này rất khó xảy ra, thời gian quá lâu. Bên dưới hầm không có không khí, không có không gian là trở ngại lớn nhất. Vèo. Một ngôi sao băng vụt qua phía chân trời, Liễu Thanh Thanh ngước đầu lên nhìn, trong lòng hơi run rẩy. Người ta hay nói, sau khi chết con người sẽ biến thành sao băng, Tần Lâm, rốt cuộc anh còn sống không? Trong lòng cô rất hối hận, gần đây cô vẫn muốn tìm gặp Tần Lâm, có một số chuyện để trong lòng cũng lâu rồi nhưng cô không biết mở lời như thế nào. Cuối cùng vì sự do dự của mình mà có thể khiến cô và Tần Lâm mãi mãi không gặp được nhau. Đúng lúc này, đội cứu hộ có tin tức. Đào được rồi, đào được rồi. Mau, mau đưa lên xe cứu thương. Vẫn còn sống, mau lên. Âm thanh ồn ào vang vọng cả khu khai thác, lúc này Liễu Thanh Thanh cũng quay đầu lại, vội vàng chạy đến bên mép hầm. Vẫn còn sống. Liễu Thanh Thanh vô cùng kích động, thật sao? Tần Lâm và Hồ Gia Hân vẫn còn sống sao? Liễu Thanh Thanh chạy đến nơi thì ba người đã được nhân viên y tế đưa lên rồi. Sao rồi, người sao rồi? Liễu Thanh Thanh kích động hỏi. Không có dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Sao lại như thế, sao lại? Liễu Thanh Thanh phun một ngụm máu, hai chân khuỵu xuống, ngã ra đất, vệ sĩ bên cạnh vội đỡ cô dậy, nhưng lại bị Liễu Thanh Thanh đẩy ra, ngơ ngác nhìn cái hố lớn sâu thẳm. Ba người đã được đắp vải trắng, lúc này tất cả mọi người đều vô cùng đau buồn, bọn họ đã cố gắng 8 ngày 7 đêm, vậy mà kết quả vẫn thất bại, nhiều người còn không chấp nhận được. Không còn dấu hiệu của sự sống thì đồng nghĩa với cái chết, cơ thể vô cùng lạnh lẽo, người đã vĩnh viễn ra đi. Liễu Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, bạn thân mất, người cô yêu nhất cũng rời đi, đây là nỗi đau mãi mãi trong lòng cô, hai người ra đi cùng một lúc, Liễu Thanh Thanh thực sự vô cùng tuyệt vọng. Dì của cháu ơi, dì chết thảm quá, hu hu hu. Lúc này Ngô Hoài Nhân cũng xông tới, quỳ xuống đất, gào khóc rung trời nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Trong lòng Ngô Hoài Nhân vui còn không hết ấy chứ, con mụ thối cuối cùng cũng chết rồi, sau này tập đoàn Hồ Thị sẽ là của anh ta, nghĩ tới đây là Ngô Hoài Nhân cúi đầu xuống cười thầm. Lúc này không có ai ra ngăn cản anh ta, dù gì cũng là người thân chết ai mà không buồn chứ. Mọi người xung quanh đều khẽ thở dài, nỗ lực của bọn họ coi như đổ sông để biển, nhưng để người thân nhìn bọn họ lần cuối cũng coi như là một chút an ủi. Lúc này, Hồ Gia Hân đã nhìn rõ Ngô Hoài Nhân đang cười thầm qua mép vải trắng. Dì ơi dì, lần này e là lần gặp cuối cùng của chúng ta rồi, dì yên tâm, tập đoàn Hồ Thị cháu sẽ quản lý tốt, nhất định sẽ phát triển rực rỡ, hu hu hu. Trái tim Hồ Gia Hân đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Ngô Hoài Nhân hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, tên nhóc này hết thuốc chữa thật rồi, hơn nữa lần gặp tai nạn này còn là một tay anh ta sắp đặt. Thất vọng, quá thất vọng. Lúc này, Hồ Gia Hân giơ tay ra nắm lấy cánh tay của Ngô Hoài Nhân. A, à, ma, xác chết vùng dậy rồi. Ngô Hoài Nhân sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất không động đậy được, lần này anh ta khóc thật rồi, sợ rớt nước mắt. Tay bị nắm chặt. Chẳng lẽ Hồ Gia Hân hiện hồn về rồi? Khuôn mặt Ngô Hoài Nhân xám ngắt, muốn đẩy tay Hồ Gia Hân ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sao có chuyện xác chết vùng dậy được? Đêm rồi đừng dọa ma có được không?
Ngô Hoài Nhân, thằng khốn. Hồ Gia Hân hét lên, nhưng cơ thể quá yếu, lúc này cô chỉ có thể cử động một chút. Liễu Thanh Thanh cũng giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồ Gia Hân, cô vô cùng vui mừng, thấy Tần Lâm ở bên cạnh cũng từ từ đứng dậy. Liễu Thanh Thanh chăm chú nhìn Tần Lâm và Hồ Gia Hân, trong lòng vui mừng khôn xiết. Gia Hân, cậu, hai người không sao. Liễu Thanh Thanh kích động không nói lên lời, vui mừng như vớ được vàng, thậm chí còn nói lắp nữa. Cô nghĩ rằng Tần Lâm và Hồ Gia Hân đã chết thật, nhưng không ngờ hai người vẫn bình an vô sự, đặc biệt là Tần Lâm, nhìn anh còn rất có sức sống nữa, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Đúng đấy, tôi tham gia cứu hộ nhiều năm như vậy mà chưa gặp trường hợp nào sập hầm 8 ngày mà vẫn còn sống cả, đúng là vi diệu. Kiếp trước phải tích đức hành thiện nhiều lắm mới may mắn như vậy, đúng là khiến người ta thán phục mà. Cố gắng của tất cả chúng ta không đổ sông đổ bể rồi, ha ha ha. Nhân viên cứu hộ vô cùng vui mừng, rất nhiều người mệt lả nằm dưới đất, sinh mạng là động lực trong công việc của bọn họ. Tần Lâm và hai người kia vẫn còn sống là niềm an ủi lớn nhất với bọn họ. Mọi người đều rất vui, ai cũng cười tâu toét, chỉ có Ngô Hoài Nhân là tái mặt, sợ run bần bật, không nói được câu gì. Anh không sao. Tần Lâm nhìn Liễu Thanh Thanh một cái. Liễu Thanh Thanh ôm chầm lấy anh, mừng chảy nước mắt. Nhưng lúc này khuôn mặt Hồ Gia Hân vô cùng khó coi, vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, hơn nữa chuyện sập hầm này chắc chắn không phải là việc ngẫu nhiên mà là một âm mưu, đây rõ ràng là một vụ mưu sát. Tất cả là kế hoạch do cháu cô sắp đặt, điều này khiến Hồ Gia Hân không thể chịu nổi. Ngô Hoài Nhân, mày dám làm ra loại chuyện táng tận lương tâm đến vậy, tao là gì của mày đấy, mày còn dám giết tao? Mày làm tao quá thất vọng, mày có biết mày làm vậy là mưu sát không hả? Hồ Gia Hân quát khàn cả giọng, nhưng bây giờ cơ thể cô quá yếu, không còn chút sức lực nào, cô đau khổ gào thét, trút hết những tuyệt vọng và bất lực ra ngoài. Bị người thân phản bội, hơn nữa lại là người mà cô dùng mọi cách để bảo vệ, lúc này Hồ Gia Hân vô cùng buồn bã. Dì ơi, cháu biết sai rồi, dì tha cho cháu đi, cháu xin dì đấy. Ngô Hoài Nhân run sợ quỳ xuống đất. Không ngừng dập đầu trước mặt Hồ Gia Hân. Anh ta tưởng Hồ Gia Hân đã chết rồi, thì ra cô vẫn còn sống, nhưng như vậy còn đáng sợ hơn cả xác chết vùng dậy nữa, tất cả những gì anh ta làm đều bị cô phát hiện ra rồi. Mày làm như vậy mà lương tâm mày không cắn rứt sao? Hồ Gia Hân nổi giận hét lên. Không phải cháu, dì ơi, không phải cháu, không liên quan đến cháu, thật sự không phải cháu không muốn hãm hại gì, không phải cháu mà, hu hu hu. Ánh mắt Ngô Hoài Nhân trống rỗng, lẩm bẩm nói, vô cùng sợ hãi. Lương tâm, nếu anh ta có lương tâm thì anh ta có hại cô không, chỉ vì tiền bạc mà không từ thủ đoạn nào, muốn giết cả cô, tôi đã nói rồi, một dân chơi chính hiệu không thể nào thay đổi trong một đêm được. Anh ta chính là kiểu người giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tần Lâm lạnh lùng nói, buổi tối tôi có đi tìm cậu ta còn ăn chơi nhảy múa với bạn bè nữa, Gia Hân. Loại người như thế này đừng bao giờ bỏ qua dễ dàng. Liễu Thanh Thanh đổ thêm dầu vào lửa, mà tên Ngô Hoài Nhân đúng là có tật giật mình. Không có, cháu không có, dì phải tin cháu không hãm hại gì, cháu thật sự không. Ngô Hoài Nhân lắc đầu lia lịa. Đừng nói nữa, Ngô Hoài Nhân, chẳng lẽ đến bây giờ mày vẫn không dám thừa nhận những việc mày làm sao? Mày làm tao quá thất vọng, không chỉ một lần, vậy mà lần này mày còn dám giết tao. Tao sẽ báo cảnh sát tất cả những việc mày đã làm. Hồ Gia Hân cắn chặt môi, đôi mắt nhắm chặt. Đừng mà gì, cháu sẽ bị ngồi tù mất, vậy thì cả cuộc đời của cháu sẽ bị hủy hoại, dì ơi. Cho dù Ngô Hoài Nhân có gào thét như thế nào, Hồ Gia Hân cũng không nghe, loại người này đã không thể tha thứ được rồi. Đến cuối cùng, Ngô Hoài Nhân cũng không đánh mà khai, Hồ Gia Hân vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng cũng qua được ải này, may mà có Tần Lâm ở bên cạnh. Hồ Gia Hân, con khốn, mày vì thắng chó Tần Lâm mà đẩy tao vào tù, mày lỡ phụ lòng bố mẹ tao. Mày đúng là con điếm không có tính người. Ngô Hoài Nhân hung dữ hét lên. Bịch, Tần Lâm đạp một cái vào phần dưới bụng của Ngô Hoài Nhân, anh ta đau đớn nhe răng trợn mắt, lăn lộn, không ngừng gào lên. Loại người như mày là sai lầm của tạo hóa, chết cũng không tiếc. Chỉ vì quyền lợi, tiền bạc mà dám giết người gì đã đối xử tốt với mình.
mày không xứng nhắc đến hai chữ tính người, bởi mày là thứ rác rưởi. Tần Lâm tát một phát thẳng vào mặt Ngô Hoài Nhân, anh ta bị đánh xịt máu mũi, bò lổm ngổm trên đất như một con chó chết, cảnh sát ở hiện trường đã lập tức đưa Ngô Hoài Nhân đi. Lúc này Hồ Gia Hân gục vào vai Tần Lâm khóc nức nở. Không sao rồi, ngủ đi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tần Lâm vỗ vai Hồ Gia Hân, cô ấy đã quá mệt, quá buồn nên đã ngủ thiếp đi luôn. 8 ngày rồi, cô cũng đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của mình, bây giờ cô vô cùng yếu, phải mau điều trị phục hồi. Liễu Thanh Thanh cùng Tần Lâm mau chóng đến bệnh viện. Anh không sao, em cứ chăm sóc Gia Hân đi. Tần Lâm cười nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu rồi đi chăm sóc cho Hồ Gia Hân, đến khi Hồ Gia Hân truyền nước xong tỉnh dậy thì cũng sang ngày hôm sau rồi. Cảm ơn cậu, Thanh Thanh. Hồ Gia Hân nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Liễu Thanh Thanh, nhoẻn miệng cười. Sao phải khách sáo như vậy, chúng ta là bạn mà, cậu dưỡng bệnh cho tốt đi, không phải lo những chuyện khác đâu. Liễu Thanh Thanh nói. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, tớ không sao. Còn nói không có, vậy tại sao mặt cậu lại đỏ lên? Liễu Thanh Thanh trêu ghẹo. Cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hồ Gia Hân và Liễu Thanh Thanh là bạn thân nhiều năm như vậy, cô nhìn một phát là biết trong lòng Liễu Thanh Thanh có chuyện, hơn nữa, cô ấy đã nói những lời này chắc phải bất đắc dĩ lắm, khi nhắc đến Tần Lâm trong mắt cô ấy tràn đầy tình yêu, nhưng cô ấy lại chọn rời đi. Cho dù thế nào cũng không chịu nói lý do. Tớ và Tần Lâm có duyên nhưng không có phận, không thể bên nhau được, mình cũng có nỗi khổ tâm, Hồ Gia Hân, cậu đừng hỏi nữa. Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác. Có chuyện gì khó nói vậy, cậu sắp thành tỷ phú đứng đầu cả nước rồi còn có gì phải lo sao? Hồ Gia Hân không thể tin nổi. Thế giới này có quá nhiều người, quá nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát được, cho dù có gia tài bạc triệu thì cũng vô dụng. Nói chúng là cậu nhất định phải thay tớ chăm sóc tốt cho Tần Lâm, Gia Hân, tớ tin cậu nhất định sẽ tốt với anh ấy. Liễu Thanh Thanh khóc như mưa, nói xong thì chạy ra khỏi phòng bệnh của Hồ Gia Hân. Liễu Thanh Thanh rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Tần Lâm còn sống là cô mãn nguyện lắm rồi, bản thân không có tham vọng gì quá lớn. Cô chỉ hy vọng sau này Gia Hân có thể chăm sóc tốt cho Tần Lâm, đó chính là lời cảm ơn lớn nhất dành cho cô. Sau khi Liễu Thanh Thanh rời đi, Tần Lâm cũng đến phòng bệnh của Hồ Gia Hân, tình trạng của anh không có trở ngại gì lớn, 7-8 ngày đối với anh là chuyện nhỏ, lúc đầu khi sư phụ bắt nhịn ăn, lần lâu nhất là 1 tháng trời, suýt nữa khiến anh chết đói. Thanh Thanh đâu? Tần Lâm hỏi. Cô ấy đi rồi. Hồ Gia Hân nhìn Tần Lâm, cô thực sự rất thích anh, mặc dù không muốn thừa nhận điều này trước mặt Thanh Thanh nhưng cô cũng không thể phủ nhận được. Thanh Thanh đi rồi. Chắc chắn cô ấy đã gặp nguy hiểm hoặc chuyện gì khó khăn, nếu không sao lại vội vàng như thế chứ, khối tài sản 100 tỷ mà lại không thể làm chủ được, nếu như lúc này Hồ Gia Hân làm ngơ thì còn gì là bản thân nữa. Hồ Gia Hân cảm thấy nên nói chuyện này với Tần Lâm. Tôi có chuyện muốn nói với anh, hình như Thanh Thanh gặp rắc rối, cô ấy bảo tôi sau này chăm sóc cho anh. Tần Lâm sững sờ. Tôi từng này tuổi rồi cần cô chăm sóc sao? Ai thèm chứ? Tôi còn chẳng biết ai đến chăm sóc đây. Hồ Gia Hân hừ lạnh lùng nói. Chẳng trách cô ấy cứ trốn tránh tôi, xem ra thực sự có chuyện rồi. Tần Lâm suy nghĩ rồi nói, Liễu Thanh Thanh là một người rất độc lập, kiên cường mạnh mẽ hơn cả Hồ Gia Hân, cho dù gặp chuyện gì cô ấy cũng sẽ không nói cho mình, người phụ nữ này hay. Anh biết là tốt, thế nên tôi khuyên anh đi gặp Thanh Thanh đi, tôi lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù Hồ Gia Hân vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng tình cảm chị em rất thắm thiết, Thanh Thanh gặp khó khăn, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được, nếu như giả vờ không biết, không nói cho Tần Lâm, cô sẽ thấy khó chịu trong lòng. Được, tôi đi xem cô ấy thế nào. Tần Lâm gật đầu, Liễu Thanh Thanh người phụ nữ ngốc nghếch này, có chuyện gì tại sao lại không thể nói với mình chứ? Sao cứ phải chịu đựng một mình, chắc chắn cô ấy đã gặp rắc rối rất lớn. Không phải ai cũng có thể dễ dàng khiến người phụ nữ kiên cường như Liễu Thanh Thanh cúi đầu được. Mau đi đi, tôi không sao đâu, bây giờ Ngô Hoài Nhân cũng đã bị cảnh sát bắt, tôi cũng có thể yên tâm rồi. Ngô Gia Hân khẽ giọng nói. Cô đúng là cả cuống chết đến đít còn cay, có điều không thể giữ Ngô Hoài Nhân lại được, giao cho cảnh sát là còn nhẹ đấy, nếu không phải có mặt cô, tôi sẽ thẳng tay giết chết anh ta. Chúng ta suýt chút nữa bị anh ta hại chết, cô còn mềm lòng như vậy.
Tần Lâm trừng mắt nhìn Hồ Gia Hân. Hát, năm đó bố mẹ anh ta gửi gắm, sao tôi có thể không quan tâm được chứ, nhưng cũng coi như anh ta đã phải tự chuốc lấy hậu quả rồi. Ác giả ác báo, vốn dĩ tôi còn định chia một phần tài sản cho anh ta, bây giờ xem ra tôi đã dẫn giặc về nhà rồi. Hồ Gia Hân cười khổ sở, Ngô Hoài Nhân đã làm cô bị tổn thương sâu sắc nhưng nhờ vậy cũng giúp cô trở nên kiên cường, dần trưởng thành hơn. Đặc biệt là người phụ nữ kinh doanh, nhân từ chỉ khiến bản thân ngày càng bị động. Cô hiểu được là tốt. Tần Lâm nói. Được rồi, anh mau đi đi, đừng ở đây chướng mắt tôi nữa, mau đi xem rốt cuộc Thanh Thanh gặp chuyện gì. Hồ Gia Hân đẩy Tần Lâm. Được, cô nhớ dưỡng bệnh nhé, mấy hôm nữa tôi lại đến thăm cô. Nói xong Tần Lâm quay người rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi hỏi Liễu Thanh Thanh cho ra nhẽ, cho dù cô ấy gặp nguy hiểm gì anh cũng sẽ cùng cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn. Liễu Thanh Thanh không muốn nói với Tần Lâm chứng minh đối thủ rất mạnh, cô ấy không muốn anh bị cuốn vào trong, nhưng anh đã chọn Liễu Thanh Thanh rồi thì nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu đựng một mình. Thanh Thanh đi đâu rồi? Sao vẫn chưa về? Một người thanh niên ngồi trong đại sảnh nhà họ Liễu nói với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ lắc lư tách trà trong tay. Chắc là tối qua Thanh Thanh đi chơi với bạn thân rồi, ha ha ha, cậu Sầm đợi một lát, con bé sẽ về ngay thôi. Hoàng Yến cười xòa rồi nói. Tôi đã đến 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy Thanh Thanh, các người đang đùa gì với tôi vậy? Hừ, hơn 20 tuổi rồi cả ngày chỉ biết ra ngoài chơi với bạn thân, lại còn đi qua đêm không về nhà, lẽ nào đây là đứa con gái ngoan ngoãn mà ông bà nói sao? Đúng là khiến Sầm Nguyên Phát tôi mở mang tầm mắt. Người thanh niên trầm giọng nói. Cậu Sầm bất giận, ha ha ha, ngày thường Thanh Thanh nhà tôi không như này đâu. Nghe nói hai hôm nay bản thân con bé bị vùi trong giếng mỏ, vậy nên ngày nào con bé cũng đến chỗ đó để thăm hỏi, tôi xin lỗi vì để cậu Sầm phải đợi lâu. Một người đàn ông trung sơn mặc đồ trung sơn cũng niềm nở, cúi đầu khom lưng nói. Ông ấy là Liễu Kình Thương, bố của Liễu Thanh Thanh. Ngôn Tình Ngược, có biết thế nào gọi là tiểu thư khuê các không? Chính là không được ra khỏi nhà, con gái bây giờ được mấy người ra hồn chứ? Ai ai cũng không biết giữ mình trong sạch. Đi đêm không về nhà, các người còn cho rằng đây là chuyện đáng tự hào sao? Nếu như ở nhà họ Sầm tôi thì đã bị bắt vào giỏ heo thả xuống nước cho chết đuối từ lâu rồi, các người còn bao che cho cô ta, cái thứ gì không biết. Ừ, các người biết là tốt, quy tắc nhà họ Sầm chúng tôi rất nghiêm khắc, tôi nhìn chúng Thanh Thanh nhà các người đó là phúc phận tu mấy kiếp của cô ấy, chỉ cần cô ấy sinh nhiều quý tử cho tôi thì sau này chuyện của nhà họ Liễu chính là chuyện của nhà họ Sầm tôi. Sầm Nguyên Phát nói. Vậy thì tôi cảm ơn cậu Sầm trước, hi hi hi. Liễu Kình Thương và Hoàng Yến nhìn nhau, vậy thì tốt quá, cậu Sầm là ai chứ? Là thiếu gia đứng đầu tỉnh Hán Đông, lời nói của cậu ta rất có trọng lượng ở khắp tỉnh thành, Liễu Kình Thương vô cùng tin tưởng điều này. Mặc dù nhà họ rất giàu có nhưng thân phận và địa vị không thể nào so sánh được với nhà họ Sầm, thế nên bằng bất cứ giá nào cũng phải kết thông gia với nhà họ Sầm. Đối với nhà họ Liễu, chỉ cần có mối quan hệ với nhà họ Sầm, vậy thì sau này bọn họ sẽ rất thuận lợi trên thương trường, mà tỉnh Hán Đông là thị trường kinh doanh lớn nhất của họ, nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Cậu xem, chẳng phải về rồi sao? Nói đến Tào Tháo đến luôn, ha ha ha, con gái mau lên, cậu Sầm đến rồi, cậu ấy đợi con lâu lắm rồi đấy, con xem con đi ra ngoài làm gì vậy để cậu Sầm phải đợi, lần sau không được ra ngoài nữa, như vậy cậu Sầm có thể gặp con bất cứ lúc nào. Hoàng Yến cười rạng rỡ, kéo Liễu Thanh Thanh lại. Sau khi nhìn thấy Sầm Nguyên Phát, mặt Liễu Thanh Thanh hơi biến sắc, trong lòng cũng trở nên vô cùng hoảng sợ. Nhà họ Liễu không thể nào sánh được với địa vị của nhà họ Sầm. Trước đây Liễu Thanh Thanh từng gặp Sầm Nguyên Phát một lần ở tiệc rượu, sau đó anh ta liền điên cuồng theo đuổi cô, nhưng người cô thích là Tần Lâm, cho dù thế nào cũng không chịu đồng ý anh ta. Cuối cùng Sầm Nguyên Phát đã lộ bộ mặt xấu xa, cưỡng ép Liễu Thanh Thanh kết hôn với mình. Cho dù là bố mẹ cũng không thể từ chối, cô đã nghĩ đủ mọi cách để tránh xa anh ta nhưng quyền lực của anh ta rất đáng sợ, trong tỉnh thành không ai dám đối đầu. Chiếm vị trí độc tôn ở tỉnh Hán Đông. Đó là nhà họ Sầm nên Liễu Thanh Thanh rất tuyệt vọng, mặc dù cô không cam tâm, muốn được ở cùng người mình yêu thương nhưng Sầm Nguyên Phát đã nói rồi, nếu như cô có ý định chạy trốn thì anh ta sẽ khiến nhà họ Liễu bị diệt vong, bố mẹ và người trong gia tộc tất cả sẽ vì cô mà chết. Liễu Thanh Thanh dùng mọi mối quan hệ của mình nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề,
cô đành phải chấp nhận cúi đầu, vì gia tộc, vì bố mẹ, cô không còn lựa chọn nào khác. Cho dù là gia đình giàu có, nhiều tiền nhiều của nhưng cũng chẳng là gì khi đứng trước nhà họ Sầm. Bởi vì nhà họ Sầm là gia tộc võ đạo, là trời của tỉnh Hán Đông, không có bất cứ gia tộc nào sánh được. Sầm Nguyên Phát bất chấp tất cả để có được Liễu Thanh Thanh, bây giờ ngày thành hôn cũng đã định rồi, chính là một tuần sau, bây giờ cô đã không còn đường lùi nữa rồi. Cô muốn đấu tranh, muốn chạy trốn nhưng lại không thể nào chống lại được thế lực trước mặt, nhà họ Sầm tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, khó lòng trốn thoát được, cô bỏ trốn rồi chẳng phải người chịu khổ sẽ là bố mẹ cô sao? Còn không mau chào cậu Sầm đi. Liễu Kình Thương trầm giọng nói, mặc dù ông ấy cũng không đồng ý để con gái ở bên Sầm Nguyên Phát, nhưng sau khi biết được sự kinh khủng của nhà họ Sầm, ông ấy tràn đầy tự tin, chỉ cần con gái có thể gả cho Sầm Nguyên Phát, vậy thì sau này địa vị của nhà họ Liễu ở tỉnh Hán Đông sẽ được nâng cao. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, mấy năm nay Liễu Thanh Thanh đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ cho gia tộc, lúc này gả đi lại còn có thể nâng đỡ nhà họ Liễu, đứa con gái này đúng là nuôi bõ công. Bây giờ Liễu Thanh Thanh là bảo bối của nhà họ Liễu, cô và Sầm Nguyên Phát thành đôi, địa vị của họ ở tỉnh Hán Đông sẽ đi lên như diều gặp gió. Lúc đầu nhà họ Liễu chỉ là có tiền mà thôi, bây giờ quyền thế ngút trời còn ai dám cãi lại chứ? Chào anh Sầm. Liễu Thanh Thanh cắn môi, sắc mặt vô cùng khó coi, cô rất ghét Sầm Nguyên Phát, nhưng người ta quyền cao thế mạnh, không đấu lại được. Mặc dù bây giờ xã hội rất bình an ổn định, nhưng dường như nhà họ Sầm vẫn giữ những quy củ từ thời phong kiến, vô cùng để tâm đến các mặt đời sống của Liễu Thanh Thanh. Chào hỏi kiểu gì vậy, quỳ xuống đi, quỳ trực tiếp xuống đất là được, dù gì sau này cũng phải quỳ, chút việc còn con này mà cũng không làm được chẳng phải sau này về nhà họ Sầm sẽ làm mất mặt tôi sao? Sầm Nguyên Phát lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Liễu Thanh Thanh cuộn chặt nắm đấm, gân xanh trên mặt nổi hết lên, bây giờ là thời đại nào rồi chứ mà còn bắt quỳ. Tính cách của Liễu Thanh Thanh vô cùng mạnh mẽ, chính trực ngay thẳng, chưa từng a dua nịnh bợ bao giờ, bây giờ lại phải khom lưng quỳ gối, Liễu Thanh Thanh hận bản thân mình của hiện tại. Nhưng nếu như không nhún nhường, nhà họ Liễu sẽ bị nhà họ Sầm tiêu diệt. Mau quỳ xuống đi Thanh Thanh, quỳ trước mặt người đàn ông của mình có gì phải xấu hổ chứ? Hoàng Yến kéo tay Liễu Thanh Thanh, khẽ nói, ghi tay cô ấn xuống phía dưới. Đúng vậy Thanh Thanh, ông cha ta có câu thuyền theo lái gái theo chồng, sau này cậu Sầm chính là chồng con, mau quỳ xuống đi, con gái phải biết giúp chồng dạy con, coi chồng là nhất, con không được phép phá hỏng quy tắc nhà họ Sầm, mau lên. Liễu Kình Thương cũng u ám mặt mày. Coi chồng là nhất. Liễu Thanh Thanh tức xì khói, bố mẹ ra sức khuyên can để bắt cô khom lưng uốn gối, cúi đầu trước mặt Sầm Nguyên Phát. Liễu Kình Thương tát vào mặt Liễu Thanh Thanh, quát lên. Mau quỳ xuống cho bố. Không được vô lễ trước mặt cậu Sầm, sau này vào nhà họ Sầm rồi đừng có làm mất mặt nhà ta. Cú tát này khiến Liễu Thanh Thanh hoa mày chóng mặt, lòng đau như cắt, nhưng Sầm Nguyên Phát vẫn bình thản, trông rất dễ chịu thoải mái, chẳng lấy làm khi nhìn thấy sự nịnh nọt của Liễu Kình Thương. Bố, bố, bố đánh con sao? Ánh mắt Liễu Thanh Thanh trở nên xám xịt. Đánh là vì muốn tốt cho con. Nếu như ở nhà họ Sầm con còn vô lễ như này vậy thì sau này chẳng phải nhà họ Liễu sẽ phải chịu khổ với con sao? Bây giờ cậu Sầm không còn là người ngoài nữa rồi, bảo con quỳ là để dạy dỗ con, thế mà con lại ương ngạnh không phục, con muốn bố tức chết sao? Liễu Kình Thương run rẩy nói, biểu cảm vô cùng kích động, trên thực tế là để cho Sầm Nguyên Phát nhìn thấy, Liễu Thanh Thanh cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa, đã bao giờ cô phải chịu tủi nhục như này chứ? Một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường cuối cùng lại trở thành vợ nhà họ Sầm, giúp chồng dạy con, trở thành nô lệ chồng bảo sao vợ nghe vậy. Liễu Thanh Thanh không cam tâm nhưng an nguy của gia tộc, tính mạng của bố mẹ đều nằm trong tay cô. Thanh Thanh, con phải hiểu chuyện, bố với mẹ cũng hết cách rồi. Hoàng Yến khẽ nói, động viên Liễu Thanh Thanh. Tôi chịu. Liễu Thanh Thanh quỳ xuống, hành động này đã khiến trái tim cô tan vỡ, chịu khuất phục hoàn toàn. Chẳng còn gì để nói nữa, người phụ nữ mạnh mẽ tài ba, hô mưa gọi gió trước kia đã biến thành nô lệ của người khác rồi. Tìm website gocamlinh247 mà đọc nhé. Hãy cho nhau lối đi an toàn, đừng phụ thuộc vào nhau. Đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện bình thường mà, bây giờ người có tiền cũng đều nuôi vợ nhỏ ở bên ngoài, chẳng qua không ai biết nạp thiếp mà thôi,
người đàn ông quang minh lỗi lạc như cậu Sầm mới là hiếm có. Lời nói của Liễu Kình Thương khiến Liễu Thanh Thanh sốc toàn tập, bố à, từ khi nào bố lại trở nên nịnh bợ, đổi trắng thành đen như thế chứ? Mặt Liễu Thanh Thanh tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, đây còn là bố mình không? Đây vẫn là thế giới rực rỡ sắc màu trước mặt cô sao? Biết là tốt, sau này tôi gọi cô là Liễu Tư, tối nay tôi ở phòng cô, tắm rửa trang điểm đẹp vào, hôm nay tôi không đi nữa. Bảo mẹ cô trang điểm cho, trông cái mặt xám xịt của cô có ra cái gì không? Sầm Nguyên Phát phẫn nộ nói. Cậu Sầm nói phải. Hoàng Yến vội hòa giải. Người đàn ông có năng lực năm thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng thứ rác rưởi như anh cũng đòi cưới Thanh Thanh, anh xứng chắc. Mặt Sầm Nguyên Phát biến sắc, anh ta quay phát đầu lại nhìn ra phía cửa, Tần Lâm đứng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào anh ta. Tần Lâm, cậu, sao cậu lại đến đây? Hoàng Yến kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không thể tin được anh lại xuất hiện vào lúc này, đúng là muốn làm cho nhà họ Liễu bọn họ xấu mặt mà. Lẽ nào tối qua Thanh Thanh lén đi tìm Tần Lâm ư? Hay lắm! Hoàng Yến chợt chợt dùng mình, nếu như để cậu Sầm biết được chuyện này thì sao đây? Không chỉ có mỗi Hoàng Yến, mà ngay cả sắc mặt Liễu Thanh Thanh cũng trở nên ảm đạm, cô hoàn toàn không thể ngờ rằng Hồ Gia Hân lại nói hết mọi việc cho Tần Lâm nghe. Mặc dù Hồ Gia Hân không nói cụ thể chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn là cô có thể gặp phải phiền phức, vậy nên cô mới bảo Hồ Gia Hân trông chừng Tần Lâm. Với sự thông minh của Tần Lâm thì có lẽ anh đã đoán ra được, cho nên mới theo cô đến đây. Gia Hân ơi là Gia Hân, sao cậu lại ngốc như thế, tại sao lại nói cho Tần Lâm biết làm gì? Mình vốn dĩ không muốn nói là vì sợ liên lụy Tần Lâm, gia đình cậu Sầm chức to quyền lớn, nếu như mình còn không giải quyết được thì sao anh ấy có thể chứ? Mặc dù Liễu Thanh Thanh biết thực lực của Tần Lâm vô cùng lớn, nhưng tục ngữ có câu, phép phua thua lệ làng. Ít nhất là ở tỉnh Hán Đông và cả tỉnh Lỵ không ai có thể so với nhà họ Sầm, ngay cả Tần Lâm cũng không có cửa. Bởi vì quan tâm Tần Lâm nên cô mới lựa chọn một mình chịu đựng, bây giờ lại khiến cho Tần Lâm dính vào, vậy nên Liễu Thanh Thanh không ngừng tự trách bản thân. Sự xuất hiện của Tần Lâm khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng anh muốn đối đầu với cậu Sầm thì không thể nào được. Cậu là ai? Đến nhà họ Liễu chúng tôi làm gì? Mau cút ra ngay. Liễu Kình Thương tức giận quát lên. Làm sao mà ông ta không biết Tần Lâm là ai được, nhưng lúc này ông ta không thể nói ra, nếu như không có Sầm Nguyên Phát thì có lẽ việc giữa Tần Lâm và con gái ông ta đã là một câu chuyện hay, nhưng gia đình Sầm Nguyên Phát lại có thế lực rất lớn, đây là điều mà nhà họ Liễu không thể so sánh được, chỉ đành cúi đầu mà thôi. Chuyện quân sự. Mặc dù Liễu Kình Thương không biết nhiều như Hoàng Yến, nhưng ông ta cũng nghe không ít chuyện giữa con gái mình và Tần Lâm, nhưng tình hình đã như thế này rồi thì nên biết tiến biết lùi. Lúc này mà đến nhà họ Liễu làm loạn thì chẳng phải sẽ làm bọn họ xấu mặt sao? Muốn khiến cho Liễu Thanh Thanh khó xử hay gì? Tần Lâm, mau rời khỏi đây ngay, Thanh Thanh nhà chúng tôi đã có chồng chưa cưới rồi, bây giờ cậu mau biến đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hoàng Yến trầm giọng nói, sau đó đứng chặn trước mặt Tần Lâm, nếu như anh không đi thì cậu Sầm sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa chứ, lúc đó người chịu khổ chắc chắn sẽ là Thanh Thanh. Tuy Tần Lâm cũng rất giỏi, nhưng so với cậu Sầm thì anh chỉ là phận tép siêu mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ đã thành ra thế này thì anh càng không nên đến để làm cho Thanh Thanh một ngạt thêm nữa, thứ gì đâu không biết. Đúng thế, thứ tạp nham nào cũng có thể đến nhà họ Liễu ra vẻ à. Không biết xấu hổ sao, chúng tôi đang bàn việc quan trọng, cậu mau cút đi thì hơn, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Liễu Kình Thương lập tức tỏ vẻ, nói với bộ dạng bực tức. Tần Lâm, anh mau đi đi. Hai mắt Liễu Thanh Thanh đỏ lên, cô cắn môi nói, lúc này cô không muốn nhìn thấy Tần Lâm, nếu Sầm Nguyên Phát đối phó với một mình cô thì không sao, lỡ may anh ta chút giận lên Tần Lâm thì sao cô có thể chịu nổi đây. Bây giờ Tần Lâm đã đến tận nhà cô, đối với cô mà nói thì đây đúng là một cuộc gặp mặt nguy hiểm. Mau đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt người khác nữa. Cút mau. Hoàng Yến quát tháo. Đi, ha ha ha. Hắn đi được sao? Các người coi Sầm Nguyên Phát tôi là tên ngốc à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngây thơ quá rồi đó, mày nghĩ trên đời này có chuyện đơn giản như vậy sao? Tao không xứng với Liễu Thanh Thanh thì chẳng lẽ mày xứng à? Ha ha ha, thú vị thật đấy, hôm nay tao cũng muốn xem thử rốt cuộc mày có xứng với Liễu Thanh Thanh hay không? Sầm Nguyên Phát trầm giọng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ ra đắc ý.
Liễu Thanh Thanh cũng cảm thấy lo lắng, xem ra hôm nay Tần Lâm đến đây nhưng không dễ gì rời đi rồi. Bảo anh đi thì anh không đi, cứ nhất quyết ở lại đây, trong lòng Liễu Thanh Thanh rất tức giận, nhưng cô lại lo lắng cho an nguy của Tần Lâm hơn, còn tên Sầm Nguyên Phát này nghe nói là một người vô cùng tàn nhẫn. Đường lên thiên đàng thì không đi, cứ đòi nhảy xuống địa ngục, Tần Lâm ơi là Tần Lâm, cậu đúng là đồ mặt dày, bây giờ con rể tôi tức giận thật rồi, tôi xem cậu chạy đi đâu được đây. Hoàng Yến cười khẩy nói, bớt làm trò đó lại hộ tôi chỉ muốn biết tên Tần Lâm này rốt cuộc là ai. Nếu như các người không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi đây. Sầm Nguyên Phát hưỡn ngực, ánh mắt như thiêu đốt nhìn tất cả mọi người. Liễu Kình Thương và Hoàng Yến đều giật mình, xem ra cậu Sầm đã thực sự tức giận rồi. Cậu ta chính là bạn của con gái tôi, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Ha ha ha. Hoàng Yến cười nói, bạn bè bình thường, có thật không, tại sao tôi lại không tin nhỉ, bạn bè bình thường thì sao lại muốn ngăn cản tôi và Thanh Thanh đến với nhau? Làm trò à? Sầm Nguyên Phát trầm giọng nói, đúng thật chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu Sầm đừng để ý, xã hội bây giờ góc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga rất nhiều, tóm một phát là cả đồng ý chứ, cậu đừng để cho thằng nhóc này lừa, lòng người khó đoán, muốn tốt cho Thanh Thanh nhà chúng tôi sao? Cậu Sầm còn không xem thằng nhóc này có xứng với nhà chúng tôi không nữa là. Liễu Kình Thương tức giận nói. Nể mặt lại không biết điều, còn muốn tách cả hai ra à, vậy chuyện muốn ở cùng với Thanh Thanh thì không phải đùa đâu nhỉ, cho dù Thanh Thanh có phải ăn mày thì cũng không ở cùng cậu ta đâu. Vậy ý ông là tôi ăn mày hả? Sầm Nguyên Phát nhìn chằm chằm vào Liễu Kình Thương. Tìm website gốc TAMLINH247 mà đọc nhé. Hãy cho nhau lối đi an toàn, đừng phụ thuộc vào nhau. Sao đấu địa chủ, là một trò chơi bài trong thể loại lột xác và đánh bạc. Đây là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở TQ. Tần Lâm cười nói. Sắc mặt của Liễu Kình Thương và Hoàng Yến ngày càng trở nên tái mét, thằng khốn nhà cậu nói cái quái gì thế? Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng dở khóc dở cười, những gì Tần Lâm nói chắc chắn sẽ khiến cho Sầm Nguyên Phát nổi điên. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tần Lâm, ánh mắt sắc như thể chặt được Tần Lâm ra thành khúc. Xem ra đây là chồng chưa cưới, cũ của Thanh Thanh à. Vậy cũng tốt, từ hôm nay trở đi sẽ không có nữa, mày chết quách đi là xong. Người mà Sầm Nguyên Phát tao nhìn chúng thì đừng mong có thể lấy đi được, cho dù có thân tình như thế nào cũng không, hôm nay mày chỉ có một con đường chết, còn cả hai người nữa, để tôi giết hắn xong rồi sẽ xử lý các người. Mày đoán đúng rồi đấy. Nhưng hôm nay ai chết thì vẫn chưa chắc đâu, đừng mơ mà lấy được Thanh Thanh từ tay tao, hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học, để cho mày biết được như thế nào mới là người đàn ông thực thụ. Tần Lâm nhìn thẳng vào Sầm Nguyên Phát, bốn mắt nhìn nhau, như thể sẵn sàng nghênh chiến, Liễu Thanh Thanh và Hoàng Yến bị dọa đến phát ngất, nếu như thật sự có đánh nhau thì bọn họ sẽ toang mất, nhà họ Sầm chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ đâu. Đối với nhà họ Sầm mà nói thì đây đúng là một sự sỉ nhục lớn. Tần Lâm, anh mau đi đi, em xin anh đấy. Liễu Thanh Thanh cảm thấy sợ hãi, thế lực của Sầm Nguyên Phát thật sự rất đáng sợ, hơn nữa lại còn một mình một cõi ở tỉnh Hán Đông, điều này có thể thấy rõ được bọn họ không chỉ có thế. Bây giờ Tần Lâm lại đối đầu với Sầm Nguyên Phát, vậy thì cái kết đã quá rõ ràng rồi, Tần Lâm chắc chắn sẽ thua. Sầm Nguyên Phát đã thật sự nổi điên, cho dù có là Liễu Kình Thương hay Hoàng Yến đều không thể nào khuyên anh ta được. Giờ đây Sầm Nguyên Phát như hóa rồ, anh ta chỉ muốn giết Tần Lâm mà thôi, nếu không thì cả đời này anh ta sẽ cảm thấy mình bị cắm sừng mất. Với thân phận là người nhà họ Sầm, lại còn là truyền nhân của con nhà Võ, anh ta vẫn chưa từng gặp qua ai dám đối đầu với mình như vậy, hơn nữa lại còn bị cắm sừng, đúng là không thể nào nhịn được. Trong mắt Sầm Nguyên Phát ánh lên cơn giận dữ tột độ, Tần Lâm nhất định phải chết. Anh đi rồi còn em thì sao? Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn em bị tên ngông cuồng này hành hạ à? Chẳng lẽ anh lại nhìn em trở thành đồ chơi của kẻ khác hay sao? Tên này là thứ cặn bã, hôm nay anh sẽ giết hắn, để cho hắn biết được trên đời này vẫn còn công lý, thứ chó má như hắn không xứng để sống trên thế gian này đâu. Tần Lâm cười khẩy nói. Đã đến lúc này rồi mà các người vẫn còn tâm trạng anh vì em vì anh à? Ha ha ha, thật đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ, Liễu Thanh Thanh. Tôi nhất định sẽ giết chết hắn, đến lúc đó rồi từ từ hành hạ cô sau, nếu đã cắm sừng tôi thì đợi khi tôi chơi cô xong,
tôi sẽ nhường cho mấy anh em của tôi, cho cô nếm trải tất cả mùi vị nhân gian trước khi chết. Chắc lúc trên đường xuống suối vàng thì tên Tần Lâm này không cần cô nữa đâu nhỉ. Ha 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 ha. Nhà họ Liễu, hừm, các người cũng đừng ở lại tỉnh lỵ này nữa, biến mất đi, đây mới chính là kết cục của các người. Sầm Nguyên Phát cười với vẻ độc ác, khiến cho Liễu Kình Thương và Hoàng Yến run lẩy bẩy, nếu như người khác nói ra mấy lời này thì có lẽ bọn họ cũng không thèm quan tâm làm gì, nhưng Sầm Nguyên Phát thì khác, anh ta có đủ năng lực làm điều đó. Ánh mắt Liễu Thanh Thanh xa sầm xuống, nếu chuyện đã đến mức này thì cho dù mình và anh Tần có cùng nhau chết thì cũng không cần phải ép dạ nhân nhượng nữa. Bố mẹ thực sự làm cô quá thất vọng, cô vốn cho rằng cơ thể của mình sẽ được đánh đổi cho cả sự an toàn và vinh quang của nhà họ Liễu, vì thế cô mới chịu chấp nhận số phận, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được bố mẹ lại khiến mình đau lòng đến vậy. Anh Tần vì cô mà không tiếc tất cả mọi thứ, bất chấp sống chết, anh vì chữ, tình, mà làm vậy với cô, sao cô có thể phụ anh được đây? Mặc dù bây giờ trong lòng Liễu Thanh Thanh muôn trùng lo lắng, nhưng nếu anh Tần chết đi thì cô cũng không thiết sống nữa. Ngay thời khắc Tần Lâm xuất hiện thì cô đã yêu anh rồi, Liễu Thanh Thanh đã yêu Tần Lâm từ lâu, cô căn bản không thể yêu thêm người nào khác được, cho dù có trở thành vợ nhỏ của Sầm Nguyên Phát thì cô cũng chỉ giống như một cái xác sống mà thôi. Cậu Sầm bớt giận, bớt giận. Liễu Kình Thương quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Bớt giận, ông cũng xứng để nói sao. Cút mau. Sầm Nguyên Phát trực tiếp đá Liễu Kình Thương văng xa 4-5 mét, ánh mắt xa sầm đầy tức giận. Anh ta tuyệt đối sẽ không để cho nhà họ Liễu có đường sống. Tha cho chúng tôi đi cậu Sầm, hu hu hu. Hoàng Yến quỳ xuống cầu xin sự thương xót, nhưng Sầm Nguyên Phát vẫn không hề siêu lòng, anh ta lại tiếp tục đá văng Hoàng Yến đang bám lấy chân mình ra, khiến cho mặt bà ấy chảy đầy máu. Bố! Mẹ! Liễu Thanh Thanh bất lực gào lên, bố mẹ bị đá đến mức thương tích đầy người, Sầm Nguyên Phát còn là một người học võ thực thụ, thực lực vô cùng đáng sợ. Hai cú đá liên tiếp vừa rồi chính là để đánh phủ đầu Tần Lâm. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục ép về phía Tần Lâm. Lúc này Liễu Thanh Thanh mới nhận ra Sầm Nguyên Phát thực sự là một tên khốn, nếu ở cùng anh ta thì chẳng khác nào bảo hổ lột da sao. Sao bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Tần Lâm lạnh lùng, làm ngơ nhìn cảnh tượng bi thảm của Liễu Kình Thương và Hoàng Yến. Đây là do bọn họ tự chuốc lấy, không thể trách người khác được. Nhưng hai người cũng chỉ bị thương nặng, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Đều tại tên Tần Lâm này cả, nếu không vì nó thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào cảnh này được. Hu hu hu. Hoàng Yến khóc lóc nói, lúc này bà chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Tần Lâm, nếu như anh không xuất hiện thì chẳng phải bọn họ và cậu Sầm đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao? Bây giờ bọn họ bị cậu Sầm đánh cho tơi bời khói lửa, cậu Sầm tưởng rằng mình bị cắm sừng nên bây giờ rất muốn liều mạng với Tần Lâm, đúng là hại người hại ta mà. Liễu Kình Thương vô cùng tức giận, nhưng không dám lên tiếng, bây giờ chỉ có thể hy vọng cậu Sầm rộng lượng không tính toán với bọn họ nữa. Thanh Thanh, rốt cuộc tối qua con có ở cùng với Tần Lâm hay không? Hoàng Yến trầm giọng nói, con gái rất biết yêu bản thân, biết chừng mực, điều này đương nhiên bà rất rõ. Nếu như con gái không ở cùng Tần Lâm thì đương nhiên cô vẫn còn trong sạch, cậu Sầm sẽ không thể biết được, có khi bọn họ còn xoay chuyển được tình thế cũng nên. Nhưng nếu con gái thật sự đã ở cùng với Tần Lâm, vậy thì bọn họ sẽ không còn đường để lui nữa. Tối qua con ở bệnh viện với Gia Hân, không phải ở với anh ấy. Liễu Thanh Thanh thấp giọng nói, nhưng điều mà cô quan tâm bây giờ là trận chiến giữa Tần Lâm và Sầm Nguyên Phát, trong tích tắc, chỉ thấy bóng dáng hai người lao vào nhau. Bịch bịch bịch, Tần Lâm tung nắm đấm xối xả, ra đòn như vũ bão, khiến cho Sầm Nguyên Phát hoàn toàn không thể đấu lại được, từ từ lùi bước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Không hiểu vì sao đúng không? Cút đi tìm chỗ khác đi con C, H, ó. Sầm Nguyên Phát trầm giọng nói, nhưng Tần Lâm lại không hề có ý buông tha cho Sầm Nguyên Phát, anh vẫn tiếp tục giáng những cú đấm mạnh mẽ xuống khiến cho toàn thân anh ta đầy thương tích, mỗi cú đấm của anh đều vô cùng mạnh mẽ. Ngực, vai, cổ tay, khuôn mặt của Sầm Nguyên Phát đều bị Tần Lâm đánh cho trọng thương, đến mức làm cho anh ta phải ôm đầu chạy thục mạng để né, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Xin anh tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, đừng đánh nữa mà, ai ra. Sầm Nguyên Phát hét lên thảm thiết.
Liễu Thanh Thanh và những người khác chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều hết sức sững sờ, cậu Sầm một tay che trời trong mắt bọn họ lại bị Tần Lâm đánh đến không còn giọt máu, chuyện này cũng kinh quá rồi đó. Khốn nạn, có ngon thì mày đánh chết tao đi, nhà họ Sầm tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Sầm Nguyên Phát liên tục cầu xin tha mạng, nhưng Tần Lâm vẫn không thèm quan tâm, cuối cùng thì Sầm Nguyên Phát đành phải gào to lên dọa. Tao cũng thật nể những tên cầu xin tha mạng mà vẫn kiêu ngạo như mày đấy, nếu không đánh chết mày thì phí cho lời cầu xin của mày quá. Tần Lâm cười khẩy nói. Đau tao. Sầm Nguyên Phát thét lên thảm thiết, Tần Lâm đá vào lòng bàn tay đang đỡ của anh ta, đâm trúng ngực, ngay cả xương sườn cũng bị đá gãy, cả người co quắp trên mặt đất run cầm cập, cứ như một con chó chết vậy. Nhà họ Sầm sẽ không tha cho mày đâu, Sầm Nguyên Phát giống lên, sắc mặt tái nhợt, máu miệng máu mũi đều chảy ra ngoài, cậu Sầm bất bại vừa rồi giờ đã trở thành một con lợn sắp chết. Dừng tay! Liễu Kình Thương gầm lên, mặc dù bị thương nặng nhưng ông ta vẫn chạy đến chỗ Sầm Nguyên Phát để ngăn Tần Lâm lại. Nếu như cậu còn đánh nữa thì cậu Sầm sẽ chết mất, chẳng lẽ cậu muốn đổ tội bất nghĩa lên đầu nhà họ Liễu chúng tôi sao? Liễu Kình Thương phẫn nộ nói. Vừa rồi hắn đánh chú như thế nào? Lẽ nào chú quên rồi sao? Tần Lâm cười nói, Liễu Kình Thương này đúng là kiểu máu M, đây chẳng phải là vết thương lành rồi thì coi như không có chuyện gì xảy ra ư. Vết thương còn chưa lành thì đã bênh vực người ta rồi, không phải não tàn thì là gì? Đúng thế, cậu Sầm mà có mệnh hệ gì thì nhà họ Liễu sẽ bị nhà họ Sầm khiển trách mất, cậu muốn làm cho nhà họ Liễu biến mất hay sao? Cậu mau dừng tay lại đi Tần Lâm. Hoàng Yến giống lên. Sau đó cả hai liền đến trước mặt để chặn Tần Lâm lại, lúc này Sầm Nguyên Phát mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm thầm cười nhạo, quả là cá mè một lứa, suýt chút nữa đã bị người ta đá chết, vậy mà còn đứng ra nói đỡ cho Sầm Nguyên Phát, anh đang cứu bọn họ, vậy mà thành ra mình sai sao? Tần Lâm vừa lắc đầu vừa cười mỉa. Tần Lâm, nếu mày giết tao, cho dù mày có đi đến nơi nào thì nhà họ Sầm cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Sầm Nguyên Phát run rẩy nói. Miệng hùm gan sứa nấp sau lưng Liễu Kình Thương và Hoàng Yến. Tao không giết mày, thì nhà họ Sầm có thể tha cho tao à? Tần Lâm hỏi ngược lại, khiến cho Sầm Nguyên Phát không nói nên lời, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, đến lúc đó nhất định sẽ tìm Tần Lâm để giải quyết, nhưng bây giờ anh ta không nên nói những lời đó, nếu vậy thì há chẳng phải đang tự chuốc lấy rắc rối hay sao? Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Sầm Nguyên Phát đương nhiên biết bản thân đánh không lại Tần Lâm. Hơn nữa cao thủ của nhà họ Sầm nhiều không đếm xuể, Tần Lâm không là cái đinh gì cả, chỉ cần anh ta có thể quay về nhà họ Sầm, Tần Lâm nhất định sẽ phải chết. Bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu như đối đầu với Tần Lâm thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Anh Tần, thôi bỏ đi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu nói, nếu anh thật sự đánh chết Sầm Nguyên Phát thì chắc chắn nhà họ Sầm sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa Tần Lâm lại còn phải hầu tòa vì tội giết người, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu. Dạy dỗ Sầm Nguyên Phát một trận là đủ rồi, dù gì nhà họ Sầm thế to lực lớn, nếu nhà họ Liễu vẫn còn muốn tiếp tục ở tỉnh Hán Đông thì phải chịu cúi đầu trước nhà họ Sầm, nếu không thì sẽ không thể có được kết cục tốt đẹp. Nể mặt Thanh Thanh, mày còn không mau cút đi. Tần Lâm trầm giọng quát, Sầm Nguyên Phát sợ đến té cứ té đái, ánh mắt vô cùng nhục nhã, bỏ chạy một mạch. Sầm Nguyên Phát nhất định sẽ nhớ mối hận này trong lòng, sau này anh ta nhất định sẽ khiến cho nhà họ Liễu bọn họ nợ máu trả bằng máu. Không thể bị đánh một trận công cốc như vậy được, hơn nữa còn phải chơi con tiện nhân Liễu Thanh Thanh kia đến chết mới hả dạ, còn cả tên Tần Lâm kia nữa, phải chặt hắn ra thành trăm nghìn khúc. Tần Lâm, cậu có biết cậu đã gây ra họa lớn như thế nào rồi không, cậu biết nhà họ Sầm lợi hại cỡ nào không? Cậu đánh cậu Sầm như thế thì nhà họ Liễu chúng tôi sẽ gặp tai họa mất. Hoàng Yến tức giận nói. Đúng thế, cậu đúng là muốn chết mà, Tần Lâm, mau cút khỏi đây ngay, nhà họ Liễu chúng tôi không hoan nghênh cậu. Liễu Kình Thương nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể băm Tần Lâm thành trăm mảnh, nếu như không vì anh thì nhà họ Liễu bây giờ có lẽ đã trở thành một trong những gia tộc bậc nhất ở tỉnh Hán Đông rồi, nhưng giờ đây e là bọn họ đã bị liệt vào danh sách đen của nhà họ Sầm mất rồi. Vậy sao? Nếu như cháu đi thì có lẽ nhà họ Liễu có khi sẽ còn chết thảm hơn đó, thả Sầm Nguyên Phát đi chẳng khác nào thả hổ về rừng, chú cho rằng sau này gia đình chú sẽ sống tốt được à? Tần Lâm cười khẩy. Chuyện này, Liễu Kình Thương sững sốt,
sắc mặt có hơi thay đổi, lời Tần Lâm nói cũng có đạo lý, thả cậu Sầm đi thì bọn họ sẽ được tha sao? Tôi tin cậu Sầm là người có đạo lý, chúng tôi cứu cậu ấy một mạng, cậu ấy nhất định sẽ không làm khó chúng tôi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được làm rõ, sau đó trả lại sự trong sạch cho Thanh Thanh nhà chúng tôi, vàng thật không sợ lửa, có gì phải lo chứ, nhà họ Sầm nhất định vẫn sẽ liên hôn với gia đình chúng tôi. Hoàng Yến nghiêm nghị nói. Đúng thế, cậu Sầm là người biết chuyện, Tần Lâm, cậu mau cút đi. Nhà họ Liễu chúng tôi không tiếp đón cậu. Liễu Kình Thương thấp giọng quát. Bố mẹ, hai người làm gì thế? Nếu như vừa rồi không có Tần Lâm thì hai người đã bị tên khốn Sầm Nguyên Phát kia đánh chết rồi, tại sao hai người lại không phân biệt được tốt xấu như thế? Liễu Thanh Thanh tức đến dậm chân dậm cẳng, khuôn mặt xinh đẹp xa sầm xuống, Tần Lâm đến đây hoàn toàn là vì cô, nhưng bây giờ bọn họ lại muốn đuổi Tần Lâm đi. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ ngang ngược vừa rồi của Tần Lâm, trong lòng còn tưởng rằng anh đang phá hủy việc tốt của bọn họ, đúng là đáng giận mà. Nhưng dù gì cũng là bố mẹ mình, cho nên Liễu Thanh Thanh cũng không nỡ khiển trách quá nhiều. Không hiểu vì sao đúng không? Cút đi tìm chỗ khác đi con C, H, O. Tần Lâm không hề nể mặt Liễu Kình Thương, nói tấp một trận như mưa xả vào mặt ông ta, khiến Liễu Kình Thương không dám hó hé thêm câu nào, mặt mày đỏ ao lên. Con gái của các người mà các người không hiểu sao? Cứ bắt cô ấy gả cho người mình không thích, hơn nữa lại còn làm vợ ba vợ bốn. Lương tâm của các người bị chó tha rồi à? Đây cũng là lần đầu cháu thấy loại bố mẹ như vậy đấy. Cậu nghĩ là chúng tôi muốn à? Nếu như chúng tôi không đồng ý thì nhà họ Liễu sẽ xong đời mất, chúng tôi không thể làm gì khác được. Bây giờ cậu làm loạn như vậy, vậy lỗi sai đều thuộc về nhà họ Liễu chúng tôi hết rồi, không biết cậu Sầm có bỏ qua cho chúng tôi không đây? Sắc mặt Hoàng Yến tái nhợt, trầm giọng nói, sợ rằng nhà họ Liễu sẽ không trụ được mất. Cậu thì hiểu cái gì? Đây chính là bàn cờ của các gia tộc lớn, vì lợi ích lớn nhất của gia tộc thì một người phụ nữ không nên giúp chồng dạy con à. Có thể chống đỡ cơ ngơi hàng trăm tỷ không? Cũng không nhìn lại bản thân mình xem đang ở đâu, nếu như không có nhà họ Liễu thì nó đã sớm sụp đổ rồi. Bây giờ nhà họ Liễu đang cần dùng đến người thì nó phải suy nghĩ cho nhà họ Liễu chứ, phải giúp gia đình chia sẻ khó khăn mới đúng. Liễu Kình Thương nghiêm nghị nói. Chú nói là vì gia tộc. Chẳng phải là đang bán con gái sao? Vậy thì nói kiểu đàng hoàng đạo mạo kia làm gì? Lời Tần Lâm nói khiến cho Liễu Kình Thương câm họng, trong ánh mắt của Liễu Thanh Thanh cũng toát lên vẻ thất vọng. Tuy là thế, nhưng từ miệng Tần Lâm nói ra thì lại có cảm giác khác, khuôn mặt già nua của Liễu Kình Thương xa sầm xuống, đúng thật là ông ta đang bán con gái mình sao? Chỉ cần Liễu Thanh Thanh có thể gả vào nhà họ Sầm thì nhà họ Liễu bọn họ sẽ một bước lên mây. Nói cho cùng thì Liễu Thanh Thanh cũng là phụ nữ, sau này cũng phải sinh con dạy con cho người khác thôi, bọn họ làm tất cả cũng vì suy nghĩ cho gia tộc, Liễu Kình Thương vẫn luôn cho rằng mình không hề sai. Hy sinh một đứa con gái thì có sao, thậm chí vào thời khắc quan trọng thì ngay cả phải hy sinh vợ mình ông ta cũng không tiếc, chỉ tiếc là người ta không cần mà thôi. Bố, con xin lỗi, con khiến bố thất vọng rồi. Liễu Thanh Thanh cười khổ, khóe miệng đầy sự chua xót. Cuộc đời cô thành công như thế, huy hoàng như thế, nhưng lại bị một tay bố mình phá hủy tất cả, không chỉ vì nhà họ Sầm, bọn họ chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, cho dù không có nhà họ Sầm thì cũng sẽ có nhà họ Vương, nhà họ Lý. Trong mắt bố mà nói thì cô cũng chỉ là một con cờ mà thôi, sản nghiệp nhà họ Liễu lớn như vậy nhưng cô lại không hề có chỗ đứng cho riêng mình, đây chính là điều mà Liễu Thanh Thanh cảm thấy đau khổ nhất. Anh Tần, anh mau đi đi, em không muốn liên lụy đến anh. Nhà họ Sầm sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, em biết anh đối xử tốt với em, anh làm tất cả những chuyện này cũng đều vì em, nhưng chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Sầm được, em không muốn anh vì chuyện này mà bị cuốn vào, hy sinh như vậy không đáng đâu. Liễu Thanh Thanh sớm đã chuẩn bị tinh thần làm vật hy sinh rồi, vì để giúp cho mọi người toại nguyện. Anh không đi, em ở đâu anh ở đấy, cho dù nhà họ Sầm không chịu bỏ qua thì anh sẽ ở đây chờ bọn họ đến, phải để cho bọn họ khuất phục mới được. Hôm nay anh không rời khỏi đây đâu. Nếu bọn họ đã muốn chơi thì anh cũng sẽ tiếp tới cùng, đã là người phụ nữ của anh thì có là Diêm Vương cũng không động vào được. Tần Lâm lạnh lùng nói với vẻ kiên định. Trong lòng Liễu Thanh Thanh tràn đầy sự ấm áp, cô hy vọng thời gian sẽ dừng lại mãi ở giây phút này, vậy thì tốt biết bao nhiêu, không có ồn ào, không có sự ép bức của nhà họ Sầm, không có phiền não công việc, chỉ có Tần Lâm, chỉ có hai bọn họ ở chốn bồng lai.
Nhưng mọi chuyện đã không thể như ý muốn, mối liên hôn với nhà họ Sầm đã được định đoạt, bây giờ cho dù có muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Dựa vào cậu cho rằng mình đánh bại được Sầm Nguyên Phát thì là thiên hạ vô địch à? Cậu có biết Sầm Nguyên Phát ở nhà họ Sầm chỉ là mức trung bình thôi không? Vẫn còn rất nhiều cao thủ ở trên Sầm Nguyên Phát nữa kia, có biết bao nhiêu cao thủ thì nhà họ Sầm mới đứng vững ở tỉnh Hán Đông này được chứ? Chính vì số cao thủ nhiều không đếm xuể nên không ai có thể sánh được với nhà họ Sầm. Cậu cũng ngông cuồng tự đại quá rồi đó. Liễu Kình Thương nói với vẻ khinh thường, bây giờ Tần Lâm chỉ là một quả bom nổ chậm trong mắt ông ta, nếu như không nhanh chóng đuổi anh đi thì nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cho dù Tần Lâm có thể đánh bại Sầm Nguyên Phát thì cũng chưa nói lên được sự lợi hại của anh, đây đúng là đang làm xấu mặt nhà họ Liễu bọn họ mà. Nếu không thì sao, đi nịnh bợ người nhà họ Sầm à? Quỳ xuống gọi bố ư. Tần Lâm cười chế giễu. Cậu ăn nói bậy bạ. Đố khốn, đang muốn nói nhà họ Liễu tôi bất nhân bất nghĩa đấy à, nếu như nhà họ Liễu có mệnh hệ gì thì cậu chính là kẻ giết người đấy. Liễu Kình Thương chỉ trỏ Tần Lâm, vừa nói vừa run. Bố không quan tâm con dùng cách gì, Thanh Thanh, mau đuổi cổ thằng nhóc này đi, nhà họ Liễu chúng ta không thể bị hủy trong tay nó được. Liễu Kình Thương nghiêm nghị nói. Anh Tần, anh nên đi đi, em biết anh đối tốt với em, nhưng... em không còn sự lựa chọn nào khác, em xin lỗi, vì đã không thể ở cùng anh, em có lỗi với anh. Lòng Liễu Thanh Thanh đau như dao cứa, không bao lâu nữa thì nhà họ Sầm sẽ tìm đến đây cho xem. Sắc mặt Sầm Nguyên Phát tái nhợt, anh ta lau vết máu trên khóe miệng, cố gắng khập khiễng đi về nhà họ Sầm. Nguyên Phát đây sao, có chuyện gì thế, ai đánh anh ra nông nỗi này? Đúng vậy Nguyên Phát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau. Dám động vào người nhà họ Sầm, muốn chết à? Xem ra nhà họ Sầm chúng ta phải ra tay rồi, nếu không thì còn gì là uy nghiêm nữa. Ngay lúc Sầm Nguyên Phát về đến đại viện của nhà họ Sầm, liền có một số thanh niên trẻ bước tới, sắc mặt ai nấy đều xa sầm xuống, hỏi han liên tục, sự nghiệp của nhà họ Sầm ở tỉnh Hán Đông giống như nhà Thanh thời Hoàng Kim vậy, bây giờ đã phát triển hơn 100 năm, cơ ngơi vô cùng to lớn, người nhà họ Sầm cũng rất đông. Sau khi Sầm Nguyên Phát quay về liền bị tất cả mọi người vây quanh, bọn họ đều muốn xả giận cho Sầm Nguyên Phát. Anh cả đâu, anh cả ở đâu, tôi bị người ta đánh rồi, đối thủ lần này không hề đơn giản chút nào, nhất định phải để anh cả ra tay. Sầm Nguyên Phát nghiến răng nói. Bây giờ cứ chữa trị vết thương đã rồi nói, để tôi đi tìm anh cả. Người nhà họ Sầm nói. Nhanh lên, vết thương của anh nặng thế này, tuyệt đối không thể chậm trễ được. Người nhà họ Sầm nhanh chóng đỡ Sầm Nguyên Phát ngồi xuống, sau đó bắt đầu chữa trị cho anh ta. Không bao lâu sau vết thương đã được xử lý xong, lúc này trước cửa bỗng xuất hiện một thanh niên gầy gò, ánh mắt sắc như dao, sát khí đằng đằng, ở sau còn có 7-8 người nhà họ Sầm khác, trông bọn họ đều rất dữ tợn. Hãy cho nhau lối thoát tình yêu là sai lầm. Đúng thế, nhà họ Sầm là gia tộc võ thuật cả trăm năm nay, ắt hẳn có lý do của nó, bởi vì chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hoạn nạn có nhau, bây giờ Nguyên Phát bị đánh thì chúng ta nhất quyết phải thay anh ấy trả món nợ này. Nhà họ Liễu sao, lại dám tìm người đối phó chúng ta, đúng là thứ không biết điều, tôi nhất định sẽ cho bọn chúng ra bã. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, người này nói một câu người kia nói một câu. Nhanh lên, còn ngây ra đó làm gì, đi thôi, Nguyên Phát, cậu dẫn đường đi, đợi đến nhà họ Liễu thì mọi người sẽ chống lưng cho cậu. Có người cười lớn nói. Xoa xoa nắm tay, bọn họ đều ở nhà cả ngày để luyện võ, bây giờ lại được thả lỏng gân cốt rồi, cơ hội như thế này thì khó mà bỏ qua được. Địa vị của nhà họ Sầm ở tỉnh Hán Đông đã quá rõ ràng, cho nên căn bản không có ai dám dây vào bọn họ, bây giờ lại có người dám đánh Sầm Nguyên Phát, vậy đây chẳng phải là cơ hội để cho bọn họ ra oai hay sao? Chuẩn bị đi, người lần này không hề đơn giản đâu. Sầm Nguyên Phát nghiêm túc nói. Yên tâm. Có anh Viễn Phương ở đây thì sợ quái gì chứ? Có anh cả thì coi như có chỗ dựa rồi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Không đi thì không đi, để tôi xem thử đến lúc người nhà họ Sầm đến đây rồi thì cậu nói thế nào đây? Dù sao con gái tôi vẫn còn trong sạch, tất cả mọi việc đều do cậu tính kế mà ra. Con gái tôi chắc chắn sẽ được gả vào nhà họ Sầm thôi, còn cậu thì, tự độ cho bản thân đi. Liễu Kình Thương cười nhếch mép nói, không hề xem Tần Lâm ra gì.
chỉ cần người nhà họ Sầm đến thì ông ta có thể về cùng một phe với bọn họ, chỉ có như vậy ông ta mới có thể thật sự liên hôn được với nhà họ Sầm. Dù sao miệng lưỡi cũng là của bọn họ, nếu như Liễu Thanh Thanh không ở cùng với Tần Lâm, vậy tức là Tần Lâm đang cố tình gây sự, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, anh hoàn toàn không có chút quan hệ gì với nhà họ Liễu cả. Ở đây, xông vào, Sầm Nguyên Phát dẫn theo Sầm Nguyên Phương và hơn 10 người khác đến nhà họ Liễu, lúc này Liễu Kình Thương nghe thấy tiếng của người nhà họ Sầm liền vội vàng chạy ra cửa để đón tiếp Sầm Nguyên Phát. Cậu Sầm, cậu đến rồi ư, tốt quá, tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cậu đây. Liễu Kình Thương cúi người nói, ánh mắt nóng rực, cuối cùng cũng đã đến lúc ông ta biểu diễn rồi. Cậu Sầm, con gái tôi. Cút. Sầm Nguyên Phát đấm thẳng vào mặt Liễu Kình Thương, khiến cho sống mũi bị gãy, ông ta sợ đến mất hồn mất vía, mặt mày kinh ngạc, trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân run bần bật. Con gái ông là một con điếm chắc nết, hôm nay tôi phải tiễn nó xuống suối vàng, không ngờ đôi gian phu dâm phụ này vẫn còn ở đây, nhà họ Liễu các người thật sự không khiến tôi thất vọng chút nào, hừm. Sầm Nguyên Phát cười khẩy, siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Liễu Kình Thương như chết lặng, không ngờ Sầm Nguyên Phát còn không thèm cho ông ta cơ hội giải thích, vừa đến đã ra tay ngay, tên này đúng là không hề nói đạo lý mà. Liễu Kình Thương đã chuẩn bị xong hết những gì cần nói, nhưng chưa kịp nói thì đã bị ép nuốt vào rồi. Cậu Sầm, cậu nghe tôi nói, tôi. Nói con mẹ mày, cút mau. Sầm Nguyên Phát không hề quan tâm đến Liễu Kình Thương, lập tức đưa chân đá thêm một phát, lần này coi như ông ta thảm rồi, cú đá này còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Bây giờ Sầm Nguyên Phát đang nổi cơn thịnh nộ, làm sao mà có tâm trạng để nghe Liễu Kình Thương nói được chứ? Nhìn thấy Liễu Kình Thương bị đánh tơi bời hoa lá thêm lần nữa, Hoàng Yến như chết lặng tại chỗ, một câu cũng không dám hó hé. Quan văn gặp quan võ thì có nói lý thế nào cũng chịu, đây chính là tình thế hiện tại, người nhà họ Sầm căn bản không hề cho bọn họ có cơ hội mở miệng. Đôi gian phu dâm phụ bọn mày, hôm nay tao sẽ cho hai đứa bây chết không có đất chôn. Sầm Nguyên Phát gào lên, âm thanh đinh tai nhức óc, anh ta quay lại đây là vì muốn giết Tần Lâm, nhà họ Sầm bọn họ ở tỉnh Hán Đông nói một thì không ai dám nói hai, làm sao lại chịu được việc bị người khác ức hiếp chứ? 10 người nhà họ Sầm đều trừng mắt nhìn Tần Lâm, chiến ý bùng nổ. Sao thế, mày đánh không lại nên gọi người đến à, một đám rác rưởi mà cũng dám ngông cuồng ở đây sao, muốn chết chứ gì? Tần Lâm đứng khoanh tay nói với vẻ điềm tĩnh. Anh hoàn toàn không xem Sầm Nguyên Phương ra gì. Đúng là một đám ô hợp, có gì hay ho đâu chứ. Tuổi trẻ tài cao, người nhỏ nhưng gan không nhỏ, mày không biết sợ à, nhà họ Sầm bọn tao đông người như thế, chẳng lẽ mày vẫn muốn đấu một trận sao? Sầm Nguyên Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Lâm, tên nhóc này quả thật không tầm thường, không phải một tên chỉ có võ mồm, chẳng trách Sầm Nguyên Phát lại bị ăn đòn tơi bời. Liễu Thanh Thanh nhìn thấy 10 người nhà họ Sầm chặn cửa lại, bố cũng bị đánh, điều này khiến cho cô vô cùng đau khổ. Bọn mày xứng để đấu với tao sao, một đám rác rưởi, gia tộc võ đạo ở tỉnh Hán Đông đúng là làm tao thất vọng quá. Tần Lâm lắc đầu rồi thở dài. Dựa vào mày sao, ha ha ha, thật không biết tự lượng sức mình, gia tộc võ đạo bọn tao ở tỉnh Hán Đông là thứ mà mày có thể động vào sao. Bây giờ hãy mau quỳ xuống, dập đầu 100 cái. May ra tao có thể cho mày chết toàn thây, nếu không thì tao sẽ nghiền nát cả xương mày. Sầm Nguyên Phương lạnh lùng nói. Tuy tao nhỏ con nhưng vẫn muốn thử một chút, xem thực lực của đám rác rưởi bọn mày thế nào. Tần Lâm bật lại. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, mày ngon đấy, tao mong lát nữa mày vẫn như vậy nhé. Sầm Nguyên Phương cười khẩy. Nguyên Khuê, Nguyên Tân, mau xử nó. Sầm Nguyên Phương vừa dứt lời. Cả hai lập tức trở nên phấn chấn, xoa xoa nắm tay, ở nhà họ Sầm đánh người gỗ nhiều quá nên đâm ra chán, lần này được đánh người thật, chắc chắn bọn họ sẽ không làm cho anh cả thất vọng. Vâng ạ, anh cả cứ xem đi, em nhất định sẽ nghiền nát đầu nó. Một tên rác rưởi không biết trời cao đấy dày lại muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Sầm chúng ta sao, mày xứng à? Nguyên Khuê và Nguyên Tân đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng bước về phía Tần Lâm. Cẩn thận! Liễu Thanh Thanh kéo lấy tay Tần Lâm, lý nhí nói. Anh dám chắc với em, từ nay về sau đám người này sẽ không thể bước nửa bước vào nhà họ Liễu được nữa. Tần Lâm mỉm cười nhìn Liễu Thanh Thanh, bốn mắt giao nhau. Ông ơi, ông không sao chứ? Hoàng Yến không ngừng lắc cơ thể Liễu Kình Thương,
cuối cùng ông ta đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt sau cú đá ngay ngực vừa rồi, lúc này Liễu Kình Thương mới từ từ ngồi dậy. Mình nhất định sẽ giải thích cặn kẽ với cậu Sầm. Liễu Kình Thương lẩm bẩm. Nhưng lúc này Nguyên Tân và Nguyên Khuê đã lao về phía Tần Lâm, anh bình tĩnh bước ngay ra sảnh lớn, một mình nghênh tiếp hai người, không chút sợ hãi. Tần Lâm liên tục tung ra một quyền một cước, khiến cho cả hai sợ hãi lùi về sau, thực lực của anh đúng là không thể đùa được, những cú đá liên tiếp của anh hệt như những nhát dao chí mạng vậy. Hãy cho nhau lối thoát tình yêu là sai lầm. Thực lực của mày cũng không tồi chút nào, nhưng tiếc là lại gặp phải người nhà họ Sầm tụi tao, có thể ngày mai mày không còn được thấy mặt trời mọc nữa đâu con trai ạ. Sầm Nguyên Phương khoanh tay đứng với vẻ trịch thượng, sáu người nhà họ Sầm lần này nhất định phải hết sức cẩn thận. Vậy sao, vậy bọn mày hãy cố lên nhé. Tần Lâm cười mỉa, đám người này còn chưa đả thông một đường kinh mạch nào, căn bản không phải là cao thủ thực thụ, trong mắt anh mà nói thì bọn họ chỉ là một đám gà công nghiệp mà thôi. Còn ngây ra đó làm gì, xông lên. Sầm Nguyên Phát không thể kiềm chế được, người nhà họ Sầm bại trận, thương tích nặng nề, cho nên trong lòng anh ta rất buồn bực, sự việc lần này đều do Sầm Nguyên Phát mà ra, chắc chắn anh cả sẽ khiển trách cho xem. Nhưng cũng may là bọn họ đều vì thể diện gia tộc. Ngay khi Sầm Nguyên Phát vừa dứt lời, sáu tên cao thủ kia lập tức xông lên, Tần Lâm ngay tức khắc bị vây lại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đối với một cao thủ thực thụ mà nói thì số lượng không hề có tác dụng gì cả, người càng đông thì càng loạn, càng không có khả năng tập trung đối phó, vẫn chưa đạt đến mức kiến cắn chết voi đâu, vậy nên Tần Lâm không hề coi bọn họ ra gì. Tần Lâm dùng bát cực quyền tung những cú đấm mạnh mẽ như núi. Chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, trong nháy mắt cả sáu người đều bị Tần Lâm đánh đến mức ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép. Sầm Nguyên Phát sững sờ, Liễu Thanh Thanh nhìn thấy liền tỏ ra kích động, thậm chí tay còn hơi vỗ nhẹ, thực lực của Tần Lâm đúng là quá đáng sợ rồi đó. Cô còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm thì sáu người này đã ngã xuống đất, còn đáng sợ hơn cả phim nữa, đây thực sự là sức mạnh của Tần Lâm sao? Lúc này Liễu Thanh Thanh mới hiểu tại sao Tần Lâm lại tự tin như thế, hóa ra anh đã suy tính từ trước. Người nhà họ Sầm đều ngẩn ra, bọn họ không thể tưởng tượng ra được chiêu thức của Tần Lâm, trận đấu lần này đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ vốn đến đây để trả thù, nhưng bây giờ người nhà họ Sầm đều nằm dưới đất hết cả, chỉ còn lại một mình Sầm Nguyên Phương. Anh Nguyên Phương, chuyện này. Sầm Nguyên Phát bối rối nói. Xem ra anh không ra tay thì không ai xử được nó rồi. Sầm Nguyên Phương thả lỏng gân cốt, bình tĩnh nói, ánh mắt như thiêu đốt, hắn tượng trưng cho thế hệ trẻ của nhà họ Sầm, bây giờ lại gặp đối thủ mạnh như vậy, đây cũng chính là lúc để hắn ra oai rồi. Thân là tấm gương của nhà họ Sầm, người lớn đời trước đều là bậc cao thủ cả, đương nhiên Sầm Nguyên Phương cũng không muốn mình thua thiệt, lúc này nếu như người nhà họ Sầm ngã xuống thì còn mặt mũi nào nữa đây? Nguyên Phương! Trông cậy vào anh đấy. Đúng thế anh cả, anh nhất định phải báo thù cho tụi em. Anh cả cố lên. Mặc dù người nhà họ Sầm đều đại bại, nhưng anh cả thì vẫn chưa, đương nhiên bọn họ sẽ không tính. Người nhà họ Sầm xuất thân từ gia tộc võ đạo ở tỉnh Hán Đông, bây giờ lại bị một kẻ vô danh đánh bại. Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn, vậy nên bọn họ phải lật ngược tình thế, và Nguyên Phương chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Ra tay đi. Chỉ còn một tên thôi à? Tần Lâm cười nói. Đừng có đắc ý, Tần Lâm, anh Nguyên Phương là người xuất sắc nhất trong số bọn tao đấy, hôm nay mày chết chắc rồi. Sầm Nguyên Khuê giống lên, cảm thấy vô cùng bất mãn, anh ta là người đầu tiên bị mất mặt nên rất muốn Tần Lâm chết quách đi cho xong, để từ nay về sau không có ai dám nhắc đến cuộc chiến ngày hôm nay nữa. Giết được Tần Lâm là coi như xong, còn nhà họ Liễu đã chắc chắn sẽ toi rồi. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì tao sẽ thỉnh mày đến Tây Thiên. Sầm Nguyên Phương hét lên, sau đó lao về phía Tần Lâm, bước chân vững chắc tung ra những cú đấm mạnh mẽ, quả nhiên lợi hại hơn đám người kia rất nhiều. Sầm Nguyên Phương vô cùng tự tin, bởi vì hắn đã gần đạt đến ngưỡng cao thủ chính thống rồi, 3 năm để lên âm kiều mạch cuối cùng cũng thành, nếu hắn có thể đả thông kinh mạch thì Tần Lâm sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng dù sao thì hắn vẫn là cao thủ bậc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Sầm. Chết đi! Sầm Nguyên Phương tung chiêu liên hồi như xé gió, từng bước ép sát Tần Lâm, thực lực vô cùng đáng sợ, sức mạnh của hắn đúng là đã đạt đến đỉnh cao mà người thường có thể đạt tới. Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng siết chặt tay lại, cô sợ Tần Lâm sẽ xảy ra chuyện bất chắc.
hai người đánh qua đánh lại một hồi hơn 10 chiêu, Sầm Nguyên Phương lại càng thêm tự tin hơn nữa, xem ra tên này cũng chỉ có vậy mà thôi. Sầm Nguyên Phương gào lên, tăng thêm sức lực lao về phía trước, muốn giết Tần Lâm ngay tại chỗ, không chút nhân nhượng. Nhưng Tần Lâm chỉ mới làm nóng người mà thôi, anh cũng chẳng có ý muốn chơi cùng người nhà họ Sầm làm gì, Thanh Thanh còn đang lo lắng cho mình kia mà, Tần Lâm cũng không muốn Thanh Thanh lên cơn đau tim lúc này đâu. Tần Lâm không hề khách sáo, huyết mạch lập tức tăng vọt, sau khi đả thông được kỳ kinh bát mạch thì huyết mạch đã chạy khắp cơ thể, khí thế chiến đấu trở nên sôi sục, toàn thân nóng ran, đan điền khí hải càng thêm vững chắc, trận đánh này còn chưa đến mức để Tần Lâm dùng đến 3 phần sức nữa là. Bát cực băng. Tần Lâm bay lên phía trước, đánh về phía Sầm Nguyên Phương, khiến cho hắn phụt máu tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn ngơ ngác. Phần ngực giống như bị bò húc vào vậy, Sầm Nguyên Phương lúc này mới nhận ra bản thân đã ra oai nhầm người rồi, hôm nay đúng thật đã gặp cao thủ. Xem ra, thực lực của mày cũng chỉ vậy thôi nhỉ. Tần Lâm cười nói, Sầm Nguyên Phương cảm thấy vô cùng mất mặt, như thể trí thông minh của hắn đang bị người ta chà đạp vậy. Tên này quả thực đáng sợ, sức mạnh của Tần Lâm thậm chí đã đạt đến trình độ của bố hắn. Anh quả thực rất mạnh, tôi xin thua. Sầm Nguyên Phương cố nén máu trong miệng lại, sau đó nuốt ngược vào. Quỳ xuống, dập đầu. Tần Lâm điềm tĩnh nói. Sầm Nguyên Phương nghiến răng quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái, mặc dù bị sỉ nhục, nhưng hắn vẫn bảo toàn được tính mạng. Tục ngữ có câu, giữ lại núi thì không sợ không có củi đốt. Bọn họ căn bản không thể đánh lại Tần Lâm, nếu không dập đầu thì muốn chết hay gì. Sầm Nguyên Phương là người mạnh nhất trong tất cả, và cũng là người sáng suốt nhất, hắn biết thực lực của mình không lại Tần Lâm nên đành ngoan ngoãn nghe lời, sau này nếu như còn muốn báo thù, e rằng bố bọn họ sẽ phải là người ra tay mất. Nói tóm lại, bây giờ hắn chỉ cần sống sót, hèn một chút thì có sao. Muốn làm nên việc lớn thì phải biết nhu biết cương, còn không mau quỳ xuống. Hãy cho nhau lối thoát tình yêu là sai lầm. Tần Lâm cười nhẹ, lúc này sắc mặt của Liễu Kình Thương vô cùng xấu hổ, người mà ông ta xem thường như Tần Lâm lại có thể khiến cho người nhà họ Sầm quỳ xuống xin tha mạng. Khác biệt quá lớn rồi đó. Tần Lâm, ha ha ha, cháu lợi hại thật đấy, người nhà họ Sầm đã bị đánh tơi tả rồi, chú mừng thay cho cháu đấy, Thanh Thanh thật là có phúc khi kiếm được người bạn trai tài giỏi như cháu. Liễu Kình Thương cười ha ha nói. Vậy sao, chú cũng nghĩ như vậy à? Cháu thấy vẫn chưa chắc đâu, cháu không nhận nổi sự thương yêu này của chú đâu. Tần Lâm cười khẩy. Hai, cháu nói gì thế, chú sớm đã biết cháu hơn người rồi, không phải là nhân vật tầm thường, lúc nãy chú chỉ muốn kiểm tra cháu thôi, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, đúng là cháu không hề làm cho chú thất vọng, chú giao con gái cho cháu đấy, coi như yên tâm rồi, Tần Lâm. Liễu Kình Thương nghiêm túc nói. Con người nói chuyện vô lý lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Chỉ cần bản thân không xấu hổ thì người khác sẽ tự xấu hổ thôi. Ha ha ha, bố đang trêu đấy Tiểu Lâm, con đừng có tính toán với ông ấy chỉ có khẩu xà tâm Phật thôi, chứ chuyện hôn sự giữa con và Thanh Thanh thì ông ấy đồng ý lâu rồi. Còn về nhà họ Sầm thì cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi, mẹ đã nghĩ kỹ rồi, nếu như sau này nhà họ Sầm vẫn không chịu buông tha Thanh Thanh thì mẹ sẽ cho hai đứa bỏ trốn với nhau. Bố con cũng sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Hoàng Yến cười nói, đúng là chồng tung vợ hứng, không biết xấu hổ, Tần Lâm cũng ngại ngắt lời bọn họ. Liễu Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ, cặp bố mẹ này đúng là hiếm thấy, gió chiều nào theo chiều nấy, hơn nữa còn không thèm coi cô ra gì, bây giờ nhìn thấy Tần Lâm đánh đuổi được nhà họ Sầm liền bắt đầu nịnh hót anh. Nhưng cô là con gái bọn họ, có thể làm gì được đây? Nếu nhà họ Sầm biết điều thì sẽ không dám đến đây nữa đâu, hai người cũng tự lo liệu đi. Tần Lâm trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, con rể, hôm nay con đừng đi nữa, ở lại ăn cơm đi, để mẹ nấu một bình rượu ngon để hai đứa nói chuyện, sau này Thanh Thanh vẫn còn trông cậy vào con mà, hai chúng ta dù sao cũng đã già rồi. Hoàng Yến đánh trống lảng. Ăn thì không cần đâu, cháu còn có việc, Thanh Thanh, có gì cứ gọi cho anh nhé. Anh không muốn người phụ nữ của mình bị người khác ức hiếp đâu, cho dù là ai đi nữa cũng không được, anh nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay. Tần Lâm đập lên chiếc bàn đá hoa cương ở đại sảnh, khiến cho bụi bay mịt mù. Tiểu Lâm à, cháu cứ yên tâm, sẽ không có ai dám ức hiếp Thanh Thanh nhà chúng ta đâu, có hai chúng ta ở đây thì cho dù có chết cũng không thể để Thanh Thanh chịu ấm ức được. Liễu Kình Thương thề thốt,
Tần Lâm thầm cười khẩy, tôi lo là lo ông đấy, chỉ cần ông không ngáng chân Thanh Thanh thì tôi đã mừng lắm rồi. Em biết rồi, bây giờ anh đi thăm Gia Hân à? Trong mắt Liễu Thanh Thanh có hơi thất vọng, đột nhiên cô cảm thấy hối hận rồi, lẽ ra cô không nên nói những lời đó với Hồ Gia Hân, lỡ may Hồ Gia Hân nghĩ đó là thật thì sao? Vết thương của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn, anh phải đi xem thử, em yên tâm, cô ấy đã nói với anh rồi, cô ấy sẽ không coi chuyện đó là thật đâu. Tần Lâm nhìn thấy được sự lo lắng của Liễu Thanh Thanh, bèn nhẹ nhàng nói. Cậu ấy nói hết với anh rồi sao? Gia Hân ơi là Gia Hân, đúng là chọc tớ tức chết mà. Liễu Thanh Thanh dậm chân dậm cẳng, tỏ ra xấu hổ. Không có, anh đoán thôi. Tần Lâm cười nói. Vậy thì tốt, nhưng anh cứ để em chăm sóc Gia Hân cho, anh bận thì cứ đi làm đi. Liễu Thanh Thanh nói, cô không muốn Hồ Gia Hân có cơ hội tiếp xúc với anh, cho dù có là chị em ruột thì vẫn nên phòng bị. Đêm qua em đã không ngủ rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm bản thân mệt mỏi quá độ. Tần Lâm vừa nói vừa xoa đầu Liễu Thanh Thanh. Trong lòng Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy ngọt ngào, xem ra Tần Lâm vẫn rất quan tâm đến cô. Nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn kiên trì đến cùng, phòng cháy phòng trộm phòng bản thân, câu nói đó không phải không có đạo lý, huống chi Tần Lâm lại tài giỏi như thế, dù gì Hồ Gia Hân cũng sẽ có tí thiện cảm với anh, lúc cô nhắc đến chuyện này với Hồ Gia Hân thì Hồ Gia Hân cũng đâu từ chối. Không được. Mình nhất định phải nắm chắc cơ hội, không thể để cho Hồ Gia Hân có khoảng trống được. Tần Lâm cạn lời, làm sao anh có thể biết chút tớ tư này của Liễu Thanh Thanh chứ, cuối cùng thì cô vẫn là người ngoan cố hơn, sau đó hai người cùng nhau rời đi. Liễu Kình Thương và Hoàng Yến đưa mắt nhìn nhau, ngay lúc đó chiếc bàn đá hoa cương đột nhiên vỡ ra, khiến cho hai người hết cả hồn. Đều tại bà cả, Tiểu Lâm lợi hại như vậy, tại sao bà lại không nói cho tôi biết? Ngay cả người nhà họ Sầm cũng phải chào thua. Cậu con rể này được đấy, lần này coi như yên tâm rồi. Liễu Kình Thương tỏ vẻ tự hào. Cũng là ông, tôi còn không lại ông đâu, sao cứ phải đòi liên hôn với nhà họ Sầm làm gì, ông có bao giờ nghe tôi chưa? Nhưng người nhà họ Sầm chịu cúi đầu bỏ qua như vậy sao? Chắc là bọn họ vẫn chưa cam tâm đâu nhỉ? Hoàng Yến nói với vẻ lo lắng. Cho dù bọn họ có đến nữa thì con rể cũng sẽ đánh bại hết thôi. Bà không thấy người nhà họ Sầm sợ đến té đái à? Dám đấu với nhà họ Sầm thì có thể thấy con rể đã tính sẵn hết rồi. Liễu Thanh Thanh vì muốn bảo vệ hàng của mình nên cô không muốn cho Tần Lâm đến thăm Hồ Gia Hân. Cô thà chịu mệt chứ không chịu để cho hai người bọn họ tiếp xúc với nhau. Hồ Gia Hân xinh đẹp như thế, nhỡ may Tần Lâm không kiềm chế được thì sao? Tần Lâm cũng đành bất lực, vừa hay anh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trần Diên gọi điện thoại đến. Tôi mua vé cho cậu rồi này Tần Lâm, tôi có việc nên đi trước, chúng ta gặp nhau ở Liêu Thành nhé. Được. Sau khi Tần Lâm thu xếp xong liền đi ra ga tàu, Liêu Thành nằm ở phía nam tỉnh An Tây, cũng có thể coi là một phần của tỉnh An Tây, nhưng nó còn vượt biên giới của tỉnh An Tây cả nghìn km, Trần Diên đã mua vé tàu cho Tần Lâm từ sớm. Sau khi lên tàu, anh bèn chợp mắt nghỉ ngơi, vừa mới tỉnh dậy lại buồn ngủ. Dù sao cũng đã ở dưới hầm mỏ nhiều ngày như thế, đương nhiên phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại được. Sao lại là anh, Trần Diên đâu? Một giọng nói trầm xuất hiện bên tai Tần Lâm. Tần Lâm vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Bàng Khải. Lúc trước Bàng Khải đã đi theo Trần Diên, anh ta mua vé tàu cốt ý là để đi theo cô, hâm nóng tình cảm, nhưng không ngờ người ngồi cạnh lại là Tần Lâm. Trăm phương nghìn kế để mua được vé, vậy mà lại ngồi cùng với một tên được dựa. Đúng là tức chết mà. Chủ nhiệm Bàng đây sao, phó viện trưởng Trần đã đi rồi, khiến anh thất vọng quá nhỉ. Tần Lâm cười mỉm, Bàng Khải thức đến xanh mặt, nhưng lúc này trên tàu đã chật kín người, cho dù có muốn đổi chỗ cũng không được. Cũng may là ở trước mặt Bàng Khải cũng có một cô gái xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen, trông rất gợi cảm, mái tóc dài thướt tha như thác nước xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Sáng trong như suối nguồn, nhưng lại rất sâu, đúng là làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Từ đây nhìn qua chỉ thấy được góc nghiêng, nhưng người phụ nữ này lại quá đỗi xinh đẹp, hơn nữa khuôn mặt lại vô cùng trắng, còn hơn cả người da trắng nữa. Tần Lâm vừa nhìn qua liền nhíu mày, người phụ nữ này bị bệnh. Da trắng như vậy, tuy rằng rất đẹp, nhưng thực sự rất đáng tiếc, cô ấy không thể sống quá 3 năm nữa. Hãy cho nhau lối thoát tình yêu là sai lầm.
chắc cô có bệnh nhỉ, tại sao lại không đi khám bác sĩ, không thể ngược đãi bản thân được. Tần Lâm nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện. Anh bị bệnh thì có, nhà anh bị bệnh đó. Doãn Thu Ca tức giận nhìn Tần Lâm, hình như anh đã bắt được thóp của cô. Tôi chỉ nhắc nhở cô mà thôi, đừng làm chuyện ngốc nghếch, nếu không thì bệnh của cô sẽ ngày càng nghiêm trọng đó. Tần Lâm điềm tĩnh nói. Anh đừng có ở đây giả làm người tốt được không, người ta đang yên đang lành mà anh lại chu ẻo gì đấy, tôi thấy anh mới là người có bệnh đấy. Này cô gái, cô đừng để ý đến anh ta làm gì, loại người không có văn hóa này đến phép lịch sự cũng không hiểu. Bàng Khải nghiêm nghị nói. Anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Doãn Thu Ca lạnh lùng nhìn Bàng Khải, cười khẩy nói. Tôi. Bàng Khải không ngờ bản thân giải vây cho cô nhưng lại bị người ta xem thường, đúng là không phân biệt được tốt xấu mà. Lúc này toàn thân Doãn Thu Ca đều càng trở nên ngứa ngáy, mặc dù đã siết chặt tay nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này Doãn Thu Ca lại tiếp tục quay người đi vào nhà vệ sinh. Tần Lâm ngay lập tức cũng đi theo cô. Bàng Khải sững ra, không ngờ Tần Lâm vẫn còn muốn đi theo người ta. Đúng là biến thái. Doãn Thu Ca vừa vào nhà vệ sinh, Tần Lâm lấy nhẹ tinh thần rồi đẩy cửa vào trong. Sắc mặt Doãn Thu Ca lập tức thay đổi, cô tức giận nhìn Tần Lâm. Anh muốn làm gì? Tốt nhất cô đừng lên tiếng, bản thân cô làm gì chắc cô rõ nhỉ, cô định tiêm cái gì? Morphine sao? Bây giờ tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, có thể cô không rời khỏi đây được đâu. Tần Lâm trầm giọng nói. Sắc mặt Doãn Thu Ca đanh lại. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi chỉ không muốn cô còn trẻ như vậy mà chết đi, bệnh tình hiện tại của cô chắc không sống được quá 3 năm đâu nhỉ? Tần Lâm nói. Doãn Thu Ca trừng mắt, nhìn Tần Lâm với vẻ khó tin. Anh, làm sao anh biết được? Trong lòng Doãn Thu Ca chợt dậy sóng, cô chưa từng tiếp xúc với người thanh niên trước mặt, tại sao anh lại biết được bệnh tình của cô? Không thể nào. Đông y có tứ chẩn nhìn, nghe, hỏi, quan sát. Nhưng Tần Lâm chỉ nhìn liền có thể biết được bệnh tình. Chắc là cô bị bệnh bạch cầu, hơn nữa còn bị co giật mạch máu nên phải tiêm morphine để giảm đau và ổn định cảm xúc, tôi nói có đúng không? Tần Lâm nói. Doãn Thu Ca trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin. Cách này của cô chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát, không thể kéo dài lâu được, cô sẽ trở nên phụ thuộc và morphine sẽ tàn phá cơ thể. Cùng với bệnh bạch cầu, nếu cứ tiếp tục sử dụng thì sẽ không sống quá 1 năm rưỡi nữa đâu. Tần Lâm nói với vẻ điềm tĩnh, còn Doãn Thu Ca lại hoàn toàn bị sốc, cô không thể tin được. Thần y, đúng là thần y. Doãn Thu Ca hoàn toàn không thể ngờ mình lại có thể gặp được cao thủ như vậy. Vậy tại sao anh lại muốn cứu tôi? Doãn Thu Ca trầm giọng hỏi. Lương y như từ mẫu. Tần Lâm điềm tĩnh trả lời. Sắc mặt Doãn Thu Ca đỏ bừng, cô biết mình đã hiểu lầm Tần Lâm, chữa bệnh cứu người vốn không cần lý do. Cô sợ Tần Lâm sẽ có mục đích khác, dù gì trông cô rất xinh đẹp, cũng không ít người có ý đồ với cô. Nhưng năm chữ, lương y như từ mẫu, này thật sự khiến cho Doãn Thu Ca càng xem trọng Tần Lâm hơn. Nhưng tôi không thể chịu được, nếu như không sử dụng morphine để giảm đau và ngứa thì tôi sẽ không thể chịu nổi mất, thậm chí còn có thể nằm lăn lộn trên sàn kia. Doãn Thu Ca trầm giọng nói. Khó thể tưởng tượng được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nằm lăn lộn trên đất sẽ trông như thế nào. Tôi có thể chữa được bệnh của cô, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể giúp cô hết đau và ngứa được thôi. Tần Lâm nói. Thật ư, anh có thể sao? Doãn Thu Ca nhìn Tần Lâm đầy hoài nghi, ông nội cô là một thần y, nhưng cũng đành bó tay, nếu như không có ông nội thì cô cũng sẽ không sống được đến hơn 20 năm đâu. Năm nay cô 23 tuổi, sống đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Không thành vấn đề, để tôi trị ngứa trước. Nhưng, cô phải cởi đồ ra, phương pháp xoa bóp thì phải tiếp xúc da mới có hiệu quả. Tần Lâm nói. Mặt Doãn Thu Ca thoáng ửng hồng, toàn thân vừa đau vừa ngứa, trông vô cùng khó coi. Thật sự phải cởi sao? Nhưng cô cũng là bác sĩ đông y, đương nhiên hiểu rõ điều này, biện pháp xoa bóp thì phải tiếp xúc da mới có hiệu quả. Tần Lâm vừa nhìn liền biết được bệnh tình của cô, đây quả là điều ngạc nhiên. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn tin anh, nhưng dù sao thì cũng lương y như từ mẫu, mà. Đôi mắt ngấn nước của cô vô cùng ngại ngùng, như thể có nước nhỏ từng giọt trên gương mặt cô vậy. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với đàn ông như thế, hơn nữa còn là một người đàn ông xa lạ chỉ mới quen được chưa đầy 3 phút.
nhưng y thuật của Tần Lâm đã khiến cô vô cùng kinh ngạc, mặc dù Doãn Thu Ca vẫn có chút lo lắng, nhưng sự chân thành của Tần Tuấn đã làm cho cô có niềm tin. Tần Lâm chủ động chữa trị cho cô, chính vì anh không muốn nhìn thấy cô chết trẻ, đối với cô mà nói thì đây là một khích lệ rất lớn. Mình vẫn có thể sống và được chữa trị sao? Lời nói của Tần Lâm như ở bên tai và mang lại cho cô sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, dù sao nam và nữ cũng có sự khác biệt, Doãn Thu Ca vẫn còn ái ngại, nên cô chỉ đành im lặng. Cô thực sự không thể chịu được những cơn đau và ngứa ngáy khắp người, bệnh bạch cầu của cô là bệnh bạch cầu do virus, chưa hề có tiền lệ chữa trị thành công, nếu bỏ lỡ lần này thì có lẽ phải bỏ mạng mất. Doãn Thu Ca nghiến răng, cởi áo khoác ngoài ra, làn da trắng như tuyết lộ ra, hô hấp của Tần Lâm như ngưng trệ, vẻ mặt rất trở nên nghiêm trọng, tấm lưng trắng như tuyết mịn màng như ngọc, khiến anh không thể cầm cự nổi, nếu một người đàn ông còn trẻ khỏe như Tần Lâm nhìn thấy thì sẽ không chịu nổi mất. Đối với Doãn Thu Ca mà nói, cởi đồ trước mặt một người đàn ông xa lạ là chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng để trị bệnh nên cô cũng không thèm quan tâm nhiều đến vậy. Lương y như từ mẫu, Tần Lâm cũng cảm thấy rất kích động, nhưng là một bác sĩ thì không nên có những tạp niệm kia. Mạnh thêm tí nữa, a, à, thoải mái quá, tuyệt vời. Giọng nói trầm thấp đó là của Doãn Thu Ca, điều này càng khiến cho Bàng Khải hết hồn, ôi lại hồn, con điếm này. Mau dùng lực, mau, nhanh lên tí nữa. Bàng Khải nghe thấy liền đỏ mặt, sau đó siết chặt nắm tay. Đột nhiên, Bàng Khải nảy ra một ý tưởng. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, nếu anh thích chơi bời như vậy thì tôi sẽ cùng anh chơi. Chẳng phải anh đã vui vẻ với người phụ nữ này rồi sao, tôi sẽ ghi âm lại xem anh giải thích với Trần Diên như thế nào, đến lúc đó Trần Diên sẽ là của tôi, he he he. Bàng Khải nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi âm. Thoải mái, tôi chưa bao giờ thoải mái như vậy, cảm ơn, tôi còn chưa biết tên anh. Doãn Thu Ca nói, phục anh thật đấy. Bàng Khải nhếch miệng, thậm chí còn không biết người ta tên gì, vậy mà lại ở cùng người ta. Người phụ nữ này không biết xấu hổ sao? Đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, hóa ra chỉ là giả vờ thôi à? Tần Lâm, mau lên, thoải mái quá, a, à, mạnh lên, dùng lực tí nữa, tôi chịu được. Doãn Thu Ca nói, lần đầu mà dùng lực cô có chịu nổi không? Tần Lâm cau mày, anh sợ quá mạnh tay sẽ khiến gân cốt của Doãn Thu Ca bị thương. Không sao, tôi có thể chịu được, càng mạnh càng thích, a, à, thật thoải mái. Tôi như được lên thiên đường vậy, cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Lẳng lơ, tiện nhân. Mẹ kiếp, còn là lần đầu nữa chứ, thật không vậy? Bàng Khải không nhịn nổi mà vò đầu bứt tai, tại sao không phải là mình? Mình kém tên Tần Lâm ở chỗ nào chứ? Tại sao? Bàng Khải hận chỉ muốn giết chết Tần Lâm, tên khốn này, nếu anh đã chọn con phò trên tàu thì duyên phận của anh với Trần Diên cũng kết thúc rồi đó. Chỉ cần tôi đưa đoạn ghi âm này cho Trần Diên, hừ hừ, hai người chia tay chắc. Được cái này mất cái kia, tôi muốn xem anh định giải thích với Trần Diên thế nào. Bàng Khải cất điện thoại di động, quay người đi khỏi phòng vệ sinh. Doãn Thu Ca lúc này, trên mặt mồ hôi nhễ nhãi, trên người cũng toát không ít mồ hôi, có điều trong mắt lại cực kỳ thoải mái. Đừng nói là Bàng Khải, ngay cả Tần Lâm cũng tái mặt, anh phải nhìn khổ quá, đúng là quá đau khổ. Một mỹ nữ xinh đẹp ở ngay trước mặt, mà còn gọi anh đầy mập mờ như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Thật xin lỗi, Tần Lâm, vừa nãy, tôi thất lễ rồi. Doãn Thu Ca mím đôi môi đỏ mọng, cúi đầu nói, trong lòng vô cùng vui vẻ, vừa nãy cô hưng phấn quá, cô chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nhiều năm như thế, khả năng xoa bóp của Tần Lâm cuối cùng cũng khiến cô cảm thấy tự tin, khiến cô nhìn thấy được hy vọng. Tần Lâm cười ngại ngùng. Tôi vẫn còn là một anh thanh niên dồi dào sinh lực đấy. Không sao không sao, chỉ cần cô khỏi bệnh là được, cô vẫn nên mặc quần áo vào trước đi. Doãn Thu Ca sững sờ, vội vàng mặc đồ lại, trong lòng vô cùng sốt ruột, cứ như vừa yêu đương vụng trộm vậy, xấu hổ quá. Doãn Thu Ca hưng phấn, trên mặt đầy sự kích động, đáng yêu vô cùng. Đúng rồi, Tần Lâm, anh định đi đâu? Tôi có thể đi cùng anh, chỉ cần anh chữa khỏi cho tôi là được. So với vẻ lạnh lùng băng giá khi xưa, Doãn Thu Ca bây giờ thực sự khiến Tần Lâm vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Vốn không sống quá 3 năm, nhưng Tần Lâm lại có thể chữa khỏi bệnh cho cô, sinh mệnh của cô lại tươi sáng như hoa nở, nếu là người bình thường, có thể sống lâu hơn, ai chẳng vui vẻ chứ.
Tần Lâm nói. Tôi đến Liêu Thành. Doãn Thu Ca kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Ô, chẳng nhẽ anh đến tham gia cuộc thi so tài y thuật Đông Y Phương Nam sao? Tần Lâm sững sờ. Sao cô biết? Doãn Thu Ca bĩu môi, yếu ớt nói. So tài với anh Tần thì cô chắc chắn không còn đường sống, cho dù có là ông nội của mình mà đấu với anh thì chắc cũng không thắng nổi. Bởi vì tôi cũng, anh Tần, anh đừng đi, anh đến là xong chuyện đấy, tôi không thắng nổi anh. Dù sao bệnh máu trắng của mình ông nội không chữa nổi, mà anh Tần lại chữa khỏi, vừa nãy, sau một hồi massage, cô ấy đã cảm thấy được bản lĩnh của anh Tần. Trẻ tuổi mà y thuật kinh người, đúng là cao thủ. Mà anh Tần lại tốt bụng hiền lành, khiến Doãn Thu Ca vô cùng khâm phục, cho dù có mắng anh vẫn chữa bệnh cho mình, khí chất này thật sự khiến người ta tán thưởng. Tần Lâm nói, tôi đi cho vui thôi, bạn gái tôi ở đó, cô trẻ tuổi thế này, chắc sẽ có triển vọng lắm. Doãn Thu Ca mỉm cười, trong lòng có hơi thấp thỏm, không biết bạn gái của anh Tần có xinh hơn mình không? Vậy bạn gái anh chắc chắn lợi hại lắm, có thể ở bên anh Tần thì chắc phải là người rất vượt trội. Tần Lâm cười nói, đi thôi, chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác không sử dụng được nhà vệ sinh. Ánh mắt của Doãn Thu Ca có hơi tránh né, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng chạy ra ngoài. Khi Bàng Khải nhìn thấy Tần Lâm, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, tôi xem anh giải thích thế nào với Trần Diên, anh cứ đợi bị đá đi. Nhìn thấy Doãn Thu Ca về chỗ ngồi, không nói chuyện gì với Tần Lâm, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước. Bàng Khải thấy có vẻ như cơ hội đến rồi, mình đẹp trai tài giỏi, người phụ nữ này chẳng có lý do gì mà không thích mình cả, hơn nữa cô gái này xinh đẹp như vậy, khó gặp trên tàu lắm, hai người đã mỗi người một ngả như vậy, nếu như có thể làm một nháy với cô ấy thì nhất định tuyệt vời. Bàng Khải cười híp mắt nói, người đẹp, tôi cũng là bác sĩ, cô bị bệnh gì thì có thể nói cho tôi. Tôi là bác sĩ, bảo đảm có thể chữa đúng bệnh cho cô, chữa đến khi hết bệnh thì thôi. Ha ha ha. Lưu manh. Doãn Thu Ca tát một phát lên mặt Bàng Khải. Đến khi xuống tàu, Bàng Khải vẫn không hiểu nổi, tại sao Tần Lâm có thể ve vãn cô ấy đồng ý ở bên Tần Lâm, mình ve vãn cô ấy lại đuổi mình đi, không công bằng. Hai anh thả tôi ra, tôi không trêu cô ta. Anh nói câu này với cảnh sát đi, chúng tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Loại ngụy quân tử đạo mạo nghiêm trang như anh, tôi thấy nhiều rồi. Nhìn thấy cô gái kia xinh đẹp liền giở trò lưu manh, anh nghĩ trên tàu không có pháp luật chắc. Hai bảo vệ trên tàu liền đưa Bàng Khải đến đồn cảnh sát, sắc mặt Bàng Khải đen xì, muốn khóc quá. Anh Tần, tôi đi trước đấy, sau này gặp sau nhé. Doãn Thu Ca đưa cho Tần Lâm phương thức liên lạc xong liền quay người rời đi, mái tóc dài tung bay trong gió, con người linh động, chiếc váy dài đung đưa theo gió, cứ như một cô gái đi ra từ tranh vẽ vậy. Cô gái như này thật sự quá đẹp, quá khí chất, khiến người ta phải quay đầu, liếc nhìn. Trần Diên đứng trước quầy lễ tân, liếc nhìn Tần Lâm, cô gái kia, cô chỉ nhìn bóng người thôi nhưng có thể thấy cô ấy rất xinh đẹp, khiến người ta yêu thích. Trần Diên đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tần Lâm, tên này không biết trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì. Cậu đừng có mà suy nghĩ lệch lạc, hừ. Tần Lâm thở dài, vô cùng buồn tủi nói. Nếu không được lời, tôi không đi đâu. Cô bắt tôi chịu khổ, đi xa đến đây rồi lừa tôi, linh hồn bé nhỏ của tôi đã bị cô làm tổn thương rồi. Trần Diên đỏ mặt. Vậy cậu muốn cái gì? Tần Lâm nhún vai, mặt mày ung dung, hai người cười nói đi vào nhà ăn của bệnh viện. Cái này thì phải xem biểu hiện của cô đã. Trần Diên mặt mày nghiêm trọng nói. Giám khảo lần này có bốn người, đều là những bậc tiền bối đức cao vọng trọng của bệnh viện ở phương Nam chúng ta, nhưng người lợi hại nhất. Kiệt xuất nhất còn chưa đến 35 tuổi. Theo như tôi biết, cháu gái của Doãn Thần Y, Doãn Thu Ca cũng khá lợi hại, còn có một người đến từ Mỹ Quốc, tên là James Richard, còn có cả một người Nhật Bản. Nói tóm lại, lần này đến tham gia so tài y thuật, không đơn giản như cậu nghĩ đâu, ngay cả người nước ngoài cũng muốn so tài với chúng ta. Bây giờ Đông Y càng ngày càng được chú trọng, Tần Lâm, cậu phải đánh bại họ đấy. Tần Lâm cười nói. Cô tin tưởng tôi đến vậy à? Cô không sợ tôi khiến cô mất mặt à? Có điều bây giờ không chỉ là so tài giữa các bệnh viện ở phương Nam, ngay cả người nước ngoài cũng đến, có vẻ nhưng Đông Y của chúng ta đã vươn ra nước ngoài rồi, không suy thoái như những năm trước nữa. Trần Diên ý chí chiến đấu dâng trào, cô nói với Tần Lâm.
Đó là chuyện đương nhiên, tôi biết bản lĩnh của cậu, nói tóm lại, cậu không được thua, nhất là không được thua người nước ngoài, Đông y là quốc hồn quốc túy của chúng ta, nếu bị đánh bại bởi người nước ngoài thì tôi tức chết mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lâm và Trần Diên cùng đến hội trường lớn của Bệnh viện Nhân dân Liêu Thành, ở đây có hàng ngàn người tụ họp, người đến đều là những bác sĩ tài năng của các tỉnh thành phố, không dưới 30 người, còn có không ít giáo sư học giả của nhiều khoa, cùng với những ngôi sao sáng của giới đông y khắp nơi. Bệnh viện Nhân dân Liêu Thành có một nửa bác sĩ tham gia vào so tài y thuật lần này, điều này với họ mà nói là cơ hội học tập nghìn năm có một. Tần Lâm nhìn thấy Doãn Thu Ca trong đám đông, bởi vì cô ấy thực sự quá xinh đẹp. Hôm nay Doãn Thu Ca mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, vô cùng tôn dáng, nhưng vẫn không che được thân hình bốc lửa của cô. Doãn Thu Ca nhìn thấy Tần Lâm, cũng mỉm cười, hơi gật đầu. Trần Diên trầm giọng nói. Sao cậu cứ để ý đâu đâu vậy Tần Lâm? Cuộc so tài lần này tổng cộng có 3 vòng, vòng 1 là chữa bệnh cho bệnh nhân bình thường, nếu không thể chữa khỏi trong vòng 1 tiếng, thì bị coi là thất bại, và bị loại. Vòng 2 là trình bày và phân tích về y thuật, xem ai có nhiều hiểu biết hơn về lý luận và hiện trạng của y học, cũng thể hiện tố chất của bác sĩ, chắc vòng này cũng sẽ không loại ai cả. Vòng 3 cũng là vòng khó nhất, dựa theo bệnh tình của bệnh nhân mà chữa bệnh, đây cũng là vòng quan trọng nhất, cuối cùng sẽ do 4 ngôi sao sáng đức cao vọng trọng của giới y học quyết định ai là người thắng. Tần Lâm ung dung nói. Biết rồi, nếu cô đã cố chấp vậy, tôi sẽ giúp cô lần này. Trần Diên vô cùng lo lắng, nhìn thấy Tần Lâm vô tư như vậy, lập tức không vui. Cậu không được mất tập trung đâu, hôm nay là lần so tài y học của cả phương Nam, chiếm một nửa Hoa Hạ, còn có cả mấy cao thủ y thuật nước ngoài nữa. Tần Lâm nói. Được, cô nói gì cũng đúng. Sư phụ của tôi cũng đến, ông ấy là một trong số giám khảo. Tần Lâm sững sờ. Ồ, Tôn Vô Kỵ à. Quả nhiên. Lúc này trên sân khấu có tổng cộng 5 người ngồi, đều là người có tuổi, bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Chào mọi người, tôi là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Liêu Thành, Hứa Quang Huy, vị đây là ngôi sao sáng của giới y học, Tôn Vô Kỵ, ông Tôn có rất nhiều học trò, có địa vị vô cùng cao ở giới y học phương Nam và được mọi người công nhận. Vị đây là Khổng Phàm Lâm, ông Khổng là niềm kiêu hãnh của tỉnh Hán Đông, đã từ chối rất nhiều lời mời của bệnh viện lớn. Chỉ mở một phòng khám nhỏ để khám bệnh cứu người, đáng được ca ngợi, địa vị của ông Khổng được cả giới y học công nhận. Vị đây là Doãn Chấn Tử, ông Doãn là cao nhân của giới y học của tỉnh Ngọc Lâm, tiếp thu nền y học nhiều đời của nhà họ Doãn, đồng thời cũng là người có tài viết lách, để lại không ít tác phẩm kiệt xuất, để đời sau học hỏi. Vị đây là Lý Trường Sinh, ông Lý từng là viện trưởng của Bệnh viện Đông y tỉnh Gia Châu, mấy năm nay, mặc dù đã rút khỏi nghề. Nhưng người bệnh vẫn đến không ngớt, lương y như từ mẫu, cứu được vô số người, khiến cho bọn không phải chịu sự dày vò của bệnh tật nữa. Hứa Quang Huy nghiêm túc nói. Địa vị và thân phận của 4 người này, tôi nghĩ chắc các vị ở đây cũng không có bất kỳ điểm gì nghi ngờ, trong số mọi người nhất định có không ít người cũng là học trò cũ của 4 vị đây. Hứa mỗ tôi hôm nay xin cả gan đứng cùng với 4 vị tiền bối này, dẫn chương trình so tài y học, hy vọng có thể khiến các bác sĩ ngày càng tiến bộ. Tạo phúc cho xã hội. Hứa Quang Huy nói xong, nơi đây vang lên tiếng vỗ tay, dù sao cũng là sân nhà, Hứa Quang Huy vô cùng kiêu ngạo, khí thế không hề kém chút nào. Hứa Quang Huy trầm giọng nói. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì, tôi xin tuyên bố, so tài y thuật phương Nam lần này xin được bắt đầu. Tần Lân nhìn thấy Khổng Phàm Lâm và Tôn Vô Kỵ, mặt bất lực, hai người này còn không giỏi bằng mình, khi Tần Lâm lên sân khấu thi tài. Khổng Phàm Lâm và Tôn Vô Kỵ chắc chắn sẽ sững sờ, Tần đại sư cũng đến tham gia cuộc thi sao, thế thì nắm chắc ngôi vị thứ nhất rồi. MC cười nói, đứng trên sân khấu, Tần Lâm nhìn Trần Diên sốt ruột hơn Tần Lâm nhiều. Tổng cộng có 34 thí sinh, bây giờ xin mời người bệnh lên sân khấu, mỗi người đều rút thăm, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu như ai không chữa khỏi được cho người bệnh thì sẽ bị loại. Bàng Khải cười ha ha, xuất hiện trước mặt Tần Lâm và Trần Diên. Phó viện trưởng Trần, em yên tâm, lần này tôi sẽ không để em mất mặt đâu, tôi sẽ ra mặt cho bệnh viện chúng ta. Trần Diên gật đầu, dù sao bây giờ cũng không phải lúc để chê bai Bàng Khải, dù sao anh ta cũng đại diện cho bệnh viện của cô. Sắc mặt của Bàng Khải vẫn như thường, ánh mắt đầy toan tính, em không yêu tôi chứ gì,
đợi đến khi tôi lấy được giải nhất, em không với tới tôi đâu. Khiến Bàng Khải kinh ngạc là, người phụ nữ trên tàu cũng đến tham gia cuộc thi so tài y thuật lần này. Hừ hừ, chờ tí nữa, tôi sẽ khiến cho mấy người quỳ lại tôi. Tần Lâm rút được người bệnh nhân bị gãy xương, làm thế nào để chữa thật nhanh nhỉ? Ha ha ha, phải phẫu thuật một mình cũng khó đấy, trong vòng một tiếng phải hoàn thành ca phẫu thuật. Bàng Khải nhìn người bệnh của Tần Lâm, cười khẩy, người bệnh của anh ta chỉ là một người bị dị ứng, dễ hơn so với Tần Lâm nhiều. Vòng một đúng là phải dựa vào may mắn. Nếu như rút được bệnh khá khó như Tần Lâm là ca phẫu thuật xương thì tương đối phức tạp, tuy nó không được tính là chứng bệnh hiểm nghèo, nhưng thời gian không cho phép, trong vòng một tiếng, hơn nữa không có ai giúp sức thì cũng khá khó khăn. Sao tinh khí thần là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể. Một trong ba yếu tố này suy giảm, kém đi hay thiếu hụt là dẫn đến con người sẽ bị bệnh. Nếu cả ba yếu tố này đều suy giảm sẽ nguy hại tới tính mạng, con người đó khó có khả năng tồn tại. Anh gì mà anh, còn không mau đi khám cho bệnh nhân của mình đi. Tần Lâm quay người rời đi, đến khu vực nghỉ ngơi, sắc mặt Bàng Khải tái xanh, Tần Lâm là người đầu tiên đến khu nghỉ ngơi, vòng một của so tài y thuật vẫn tiếp tục, Doãn Thu Ca nhìn thấy Tần Lâm, lại càng kính phục, càng ngưỡng mộ anh, đây mới là đông y thật sự. Một tiếng sau, vòng một đào thải 11 người, còn lại 23 người, không có bác sĩ nào vãn năng cả, vậy nên thất bại cũng khó tránh, nhưng nhiều người đều đại diện bệnh viện mình đến, vậy nên thất bại cũng là chuyện khá mất mặt. MC nói, tiếp theo là vòng 2, trình bày và phân tích về y thuật, bàn về sự vực dậy của Đông Y, và sự giao thoa giữa Đông Tây Y. Mỗi người tham gia đều lên, vòng thứ 2 ai không nói gì sẽ bị đào thải, chỉ cần có liên quan đến sự vực dậy của Đông Y. Mọi người đều có thể nói. Lúc này, James Richard đến từ Mỹ Quốc khinh bỉ nói. Đông y, chẳng qua chỉ là vậy thôi, như tôi thấy, Tây y mới là phương pháp có thể cứu người, còn Đông y chỉ là rác rưởi. Một hòn đá ném vào mặt Hồ Lặng Yên, sắc mặt tất cả mọi người đều tái mét, đen xì, dù là những bậc tiền bối trên bục cao như Khổng Phàm Lâm thì sắc mặt cũng khó coi. Đây là cuộc thi so tài y thuật để giao lưu giữa các bác sĩ. Vốn lấy Đông y làm gốc nhưng người nước ngoài này lại công khai khiêu khích, đây chẳng phải sỉ nhục Đông y sao? Tên này ngông cuồng quá, gã là ai mà bảo Đông y chả là cái thá gì, tôi nghĩ gã khinh chúng ta đấy. Đúng vậy, loại người như này là loại tôi coi thường nhất, chê bai người khác để nâng cao địa vị của mình, đây chẳng phải là một tên theo chủ nghĩa tiểu nhân điển hình sao? Tên này cho dù y thuật cao siêu đến đâu, thì y đức cũng có vấn đề. Đúng. Đông y của chúng ta bác đại tinh thân, Tây y sao có thể sánh bằng chứ? Không ít người căm phẫn, nổi giận với lời mà James Richard đã nói. Doãn Thu Ca trầm giọng nói. Anh nói mấy lời này chẳng phải muốn phát động cuộc chiến giữa Đông y và Tây y sao, bây giờ Đông y càng ngày càng mạnh, sự vực dậy của Đông y không phải thứ anh quyết định được. Không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Tây y, nhưng Đông y cũng đâu có thua kém gì. James Richard thẳng thắn nói. Danh mạch từng chữ, khiến Doãn Thu Ca không thể phản bác. Thật không, quý cô Phương Đông xinh đẹp nói mấy lời này chỉ chứng tỏ một điều cô quá bảo thủ, căn bản không hiểu được cục diện tình thế của thế giới bây giờ, cô cho rằng mình có thể đại diện cho Đông y sao? Tôi từng đi đến không dưới 50 quốc gia Đông Tây khác nhau, mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa riêng, nhưng trên lĩnh vực y học, Tây y vẫn khiến người ta bớt lo, khiến người ta tin tưởng hơn. Hoa Hạ mấy người chẳng phải có câu. Ếch ngồi đáy giếng sao, mà đã ngồi trong giếng thì chỉ có thể nhìn thấy bầu trời to bằng bàn tay thôi. Đông y chỉ giới hạn ở Hoa Hạ, nhưng Tây y bây giờ đã trải rộng khắp cả thế giới. Nó phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh, nhịp sống càng nhanh, Tây y càng có thể giải quyết được nhiều vấn đề nghiêm trọng một cách nhanh chóng, còn có thể cho bạn điều kiện y tế tốt nhất ở bất kỳ nơi đâu. Còn Đông y thì sao? Thuốc bắc hiệu quả quá chậm, mà vô cùng khó uống. Thử hỏi mấy ai chịu thử thuốc bắc chứ? Châm cứu mà có thể giải quyết dễ dàng vấn đề thì cần gì phải uống thuốc bắc 10 ngày nửa tháng chứ? Cô nghĩ Đông y tốt là vì cô nghĩ thế thôi, tôi có thể thấy được, chỉ có mình Hoa Hạ, chứ cả thế giới, mấy trăm quốc gia đều tin phục Tây y. Đông y có quá nhiều điểm yếu, Đông y bây giờ căn bản không có điều kiện và tư cách để vực dậy, nói vậy thì có gì mà khoa trương chứ? Chẳng bao lâu sau, Tây y cũng sẽ nuốt trọn Đông y, theo như tôi thấy, đây đâu phải chuyện xấu.
mà nó thể hiện sự phát triển của xã hội và tiến bộ của thời đại. Trần Diên mặt mày âm trầm nói. Tây y cũng tràn đầy điểm xấu như vậy thôi. Kỹ thuật khoa học của Tây y dù rất phát triển nhưng nhiều bệnh cũng không thể phát hiện bằng máy móc được, mà tác dụng phụ của thuốc Tây quá lớn, dễ dẫn đến việc kháng thuốc, điều này thì không gì thay đổi được. James Richard tự tin vô cùng, nở nụ cười nho nhã mà nói, nhưng trong lời nói lại đầy sự kiêu ngạo khó có thể che giấu. Cô nói không sai, nhưng đây là phương pháp đơn giản và nhanh nhất, giải quyết vấn đề thì cần phải nhanh, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Còn về tác dụng phụ, chẳng nhẽ ai trời sinh cũng muốn trở thành chuột bạch thử thuốc, ngày ngày uống thuốc chắc. Thời gian là tiền bạc, câu danh ngôn này đã được vô số người kiểm chứng. Đông y tốn quá nhiều thời gian chữa trị, hơn nữa thuốc bắc còn khó uống, có mấy ai muốn chờ đâu. Chỉ có tiết kiệm thời gian mới có thể làm ra được nhiều việc ý nghĩa, đông y còn lâu mới đọ lại tây y. Chẳng bao lâu nữa, đông y sẽ bị đào thải, tây y mới là người dẫn đường trong trào lưu y học của thế giới. Trần Diên cũng cứng họng, nhiều người bị James Richard nói vậy cũng cứng họng, không biết nên nói gì. Có người lên tiếng. Đông y chủ yếu nghiên cứu về bảo dưỡng cơ thể, cần phải điều trị từ từ, đương nhiên cần nhiều thời gian, điều này Tây y hoàn toàn không có. Chữa khỏi bệnh mà không chữa tận gốc, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Tây y mấy người. James Richard hỏi. Dù là Đông y hay Tây y thì đều có mục đích là gì? Chính là chữa bệnh cứu người. Yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích thì chính là chơi đùa, anh khám bệnh là khám bệnh, liên quan gì đến việc bảo dưỡng cơ thể, chẳng nhẽ anh muốn chơi đùa chắc. Người vừa nói nhất thời cứng họng, không phản bác được. James Richard cười nói, tỏ vẻ mọi người đều say mình ta tỉnh, coi rẻ thiên hạ. Tôi tốt nghiệp từ Học viện Y London, giáo viên hướng dẫn của tôi là người từng giành được giải Nobel, nghiên cứu về gen của virus, giành được vô số giải thưởng lớn. Trong lĩnh vực virus của tương lai, tôi chính là người đi tiên phong. Tôi có trách nhiệm nói cho mấy người, đông y là rác rưởi, tây y mới là xu hướng mà y học tương lai phải đi theo. Đông y rườm rà rắc rối đã chẳng còn mấy ai học rồi, 20 năm, 50 năm, hoặc chưa đến 100 năm nữa, đông y sẽ biến mất khỏi thế giới. Tần Lâm hỏi, vậy thì chắc y thuật của anh lợi hại lắm nhỉ, anh có thể đại diện được tây y không? Nếu như anh không đại diện được Tây y thì đừng ở đây nói quảng nói xiên nữa, Đông y được truyền lại cả nghìn năm, một tên phàm phu tục tử như anh nói bị hủy diệt là hủy diệt chắc. Chữa bệnh cứu người, chưa chắc Tây y anh đã nhanh, điều đó chỉ chứng minh được anh là kẻ ếch ngồi đáy giếng thôi. Đương nhiên, nếu như anh có thể đại diện được Tây y, chúng ta so tài một trận. Nếu như Đông y thua thì tôi cũng không nói gì, nhưng nếu Tây y thua, thì anh phải cút thẳng. Lời Tần Lâm đã chặn mất đường lui của James Richard, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà kêu lên. Chiêu vả mặt này hay quá, có điều tiền đề là phải đánh bại được James Richard đã, tên này là cao thủ đến từ Học viện Y London đó. Nếu như muốn đánh nhau, tôi khuyên anh đừng ra tay với tôi chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết anh. Lời Tần Lâm vô cùng kiêu ngạo, nhưng không khiến người ta cảm thấy ngông cuồng, bởi vì tất cả các vị học giả đông y ở đây đều căm ghét James Richard. Tên này dám chê bai đông y, có ý đồ xấu, cuộc thi so tài y thuật phương Nam lần này bị anh ta phá hỏng rồi. Không ít người ủng hộ Tần Lâm cả hai tay, dù sao cũng liên quan đến danh tiếng của đông y, nếu trong cuộc thi so tài y thuật này mà bị một tên tây mũi ló cướp danh tiếng thì đông y sao vực dậy được. Đấu với gã đê, cho thằng tây đấy đẹp mặt. Đông y mà là rác rưởi thì tây y bọn mày còn rác rưởi hơn, lịch sử của tây y chỉ mới có mấy năm. Vậy mà dám nói quảng nói xiên ở đất hoa hạ của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ anh. James Richard cười đầy âm mưu nói với Tần Lâm. Vậy chúng ta thi xem rốt cuộc đông y lợi hại hay tây y lợi hại, ba người bệnh, ba trận, ai thắng hai thì sẽ thắng, tất cả đều là chứng bệnh khó chữa. Tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Tần Lâm và James Richard nhìn nhau, mặt đối mặt, không ai chịu lui nửa bước. Kẻ thù gặp nhau khó có thể nhường nhịn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.